Mọi người niệm Nam Mô Tát Sa ba lần. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam Mô Tát Sa Bhagavato hôm nay sư giảng bài pháp là pháp hành thiền quán thân bất tịnh. có bởi vì là cái tâm tính của chúng sinh ấy, mỗi người sẽ có những cái bệnh về tâm khác nhau, cho nên là những cái pháp tu tập thì Đức Phật dùng những cái pháp môn thực hành ấy, tu tập là để đối trị với lại từng cái tâm bệnh của mỗi người. Nhưng hôm trước thì sư giảng cái bài về pháp hành thiền về tâm từ bi hỷ xả thì nó đối trị với tâm sân. Còn đối với cái người nào mà nặng về tâm tham ấy, thì cần phải hành một cái pháp thiền, đó là quán thân bất tịnh. Quán thân bất tịnh này nó là một cái pháp mà nó sẽ đối trị trực tiếp đối với cái tâm tham. Thì tâm tham nó là một với lại tâm sân ấy, thì nó khác nhau. Đó là cái tâm sân thì khi mà mình bộc lộ cái tâm sân ấy, thì nó rất là dễ, mọi người rất là dễ nhận ra. Còn với cái người mà người ta có cái tâm tham nó khởi lên ý, thì nó cái sự bộc lộ nó không rõ, nó không có thể hiện rõ ràng và mạnh mẽ như cái tâm sân. Thì cái tâm sân nó giống như là cái ngọn lửa mà nó cháy, nó bùng lên. Còn cái tâm tham của con người thì nó giống như là cái ngọn lửa mà nó cháy âm ỉ ở trong. Vì cái tâm tham nó khởi lên ở trong mình, nhưng mà người khác nhìn vào mặt mình không biết là mình đang tham. Vì vậy cho nên là người ta thường hàng ngày ấy, mình sẽ khởi lên cái tâm tham có khi nó nhiều hơn tâm sân. Thì khi mình khởi lên cái tâm sân thì nó rất là mất thiện cảm với mọi người. Nhưng mà khởi lên cái tâm tham thì không ai biết, cho nên là người ta sẽ khởi lên cái... Cho nên cái lòng tham của con người ấy, nó sẽ mạnh hơn cả cái lòng sân. Nhưng mà cái người nào mà có cái tâm tham nhiều ấy thì đến khi mà nó mạnh quá thì nó cũng là nguyên nhân sinh ra những cái sân hận. Mà tham sân mà nhiều thì nó sẽ mất hết trí tuệ, trở thành si mê lầm lạc. Vì vậy cho nên là với cái người nào mà mình biết được cái tác hại của cái tâm tham thì lúc đấy hành cái thiền quán bất tịnh nó mới có giá trị. Còn những người mà mình không có cái tác ý là loại bỏ cái tánh tham ấy, thì khi mà hành đến thiền quán bất tịnh có khi cái tâm nó không có chấp nhận. Có khi nó thích chìm đắm ở trong cái tâm tham mà. Vậy cho nên là cái người nào mà mình phải có cái mong muốn là nhàm chán ni tham, đoạn diệt cái tâm tham đắm, cái tâm tham ái, cái tâm tham dục, cái tham lam, thì lúc đấy thực hành thiền quán bất tịnh này thì nó sẽ đè nén và đối trị cái tâm tham của mình. Thì trong cái sự tu tập cũng vậy, thì nếu như mà một cái người mà nặng về tâm sân quá thì hành thiền nó cũng không định tâm được và tâm nó sẽ loạn rộng và lăng xăng. Mà cũng có người mình có cái tâm tham nó nổi trội, nó mạnh quá mà nó chi phối tâm nhiều quá thì đến mình muốn tu tập nó cũng khó thành tịnh, nó cũng không thành công được. Mà cái tâm tham nó cũng là một cái tâm bất thiện. Nếu mà một cái người nào mình sống với tâm tham mà mình để cho cái tâm tham ấy nó ngự trị, nó chế ngự, hay là cái tâm tham đấy nó điều khiển mình, thì cái người đấy hay làm những cái việc bất thiện. Cái tâm tham, mình mà có cái tâm tham thì nó sẽ dẫn dắt đi làm những cái việc ác, tạo những cái ác nghiệp như là sát sinh. Từ tâm tham mà
sinh ra cái hành động sát sinh, từ tâm tham nó có thể dẫn đến cái hành động trộm cắp, từ cái tâm tham có thể dẫn đến cái hành động là tà dâm, nói dối, uống rượu, tạo đủ những cái ác nghiệp. Thì vậy nên là có những người bị đọa xuống địa ngục cũng là do cái tánh tham đấy, đọa làm súc sinh, làm ngã quỷ cũng do cái tâm tham đấy, không được đối trị, không được trừ diệt. Nếu mà cái người nào mình cứ sống với tâm tham, mình chết với cái tâm tham, chết trong cái trạng thái mà cái tâm tham nó đang khởi lên, thì chắc chắn mình sẽ đọa vào các cái ác đạo. Thì thấy được cái nguy hiểm của cái tâm tham, coi nó như là một cái tên giặc cướp, coi cái tâm tham đấy giống như là một cái kẻ thù, hay một con rắn độc, hay là một cái loại thuốc độc nó đang ngủ ngầm ở trong mình. Thì bây giờ mình sẽ có cái vũ khí để đối trị lại nó, để diệt trừ nó. Thì đó là bằng cái cách tu tập hành thiền quán thân bất tịnh. Trong những cái pháp mà tu tập thì Đức Phật rất là chú trọng đến cái việc diệt trừ cái tánh tham của con người. Cho nên là cái pháp quán về bất tịnh này rất là nhiều, như là quán bất tịnh trên một cái xác chết cũng được, mà hay là quán thân bất tịnh trên một cái thân còn sống, hay là quán cái thân này nó ở nhiều cái khía cạnh bất tịnh khác nhau. Mà cái bài hôm nay thì sư sẽ giảng về pháp quán bất tịnh trên cái thân còn sống. Đó là quán về 32 thể trược, 32 thân phận trên trên cái thân thể mình. Thì cái pháp tu tập này thì nó rất là dễ dàng với những người nào mà đã đắc thiền rồi, đã đắc thiền hơi thở, hay là một cái ca chi ná nào đấy, tức là một cái người đã đắc định rồi thì quán này rất là dễ. Nhưng mà với một cái người sơ cơ thì hơi khó, đòi hỏi phải có cái tánh kiên trì, kham nhẫn và thực hành trong một thời gian dài. Và cái lợi ích của cái pháp quán này thì rất là tốt cho cái tâm của mình trở nên rất là thanh tịnh, rất là định tĩnh, rất là an lành, và nó có thể làm nền tảng để tu tập những cái pháp cao hơn được. Thì với một cái hành giả nào, hành thiền nào, thiền sinh nào mà đã đắc các tầng thiền rồi, vì đó chỉ cần nhập vào tứ thiền, sau đó thì có cái ánh sáng rực rỡ mạnh mẽ đấy, vì nó hướng tâm để quan sát cái thân này thì dễ dàng. Nhưng mà cái người với người sơ cơ bình thường mình cũng tu tập được cái pháp này, nhưng mà tu tập bằng cái tâm chưa có định, bằng cái tâm còn nhiều cái vọng tưởng thì sẽ khó hơn một chút. Thì 32 thân phận này thì được Đức Phật dạy ở trong cái trong các cái bài kinh, như là cái kinh Tứ Niệm Xứ thì cũng có cái phần quán 32 thể trược. Là cái kinh thân hành niệm là cái bài kinh dạy rõ nhất, hay là kinh giáo giới Rahula, hay là cái bài kinh giới phân biệt, thì có những cái bài kinh Đức Phật dạy 32 thân thể trược này cũng đầy đủ. Thì 32 thể trược thì Đức Phật dạy là hãy quán cái thân này, ví dụ như là cái vị đó phải thực hành thiền nhé. Khi mà mình đến một cái chỗ nào yên tĩnh đấy, mình ngồi kiết già lưng thẳng để niệm trước mặt, sau đó mình nhận biết cái thân này từ bàn chân lên đến đỉnh tóc, toàn thân bao bọc bởi da, được chứa những cái món bất tịnh là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, lá, nách, phổi, ruột, màng ruột, bao tử, vật thực, phân, não. Đấy là 20 cái thuộc về địa đại, rồi còn 12 cái thuộc về thủy đại, mật, đàm, đủ máu, mồ hôi, nước mồ hôi, mỡ, mỡ nước, nước mắt, nước mũi, nước miếng, nước khớp xương và nước tiểu. Tổng cộng là 32 phần như vậy ha. Và bây giờ ấy, thì cái người mà hành thiền thì phải quán nha. Toàn cái thân thể giống như là một cái túi, và ở trong cái túi đấy đựng những cái đồ đạc khác nhau. Thì lúc này là phải dùng cái trí tuệ để mà phân tích cái thân này ra, giống như là bây giờ một cái xe mà nó đang nành nặng như thế này, mình trông thì nó rất là đẹp,
Và cái người thợ sửa xe thì người ta sẽ tháo rời từng bộ phận ra, từ bánh ra bánh, bánh xe ra bánh xe, rồi là máy móc bên trong là tháo dỡ hết ra thành từng phần một, thì lúc đấy cái xe nó không còn là cái xe nữa. Vậy cái thân người của mình thế này, mình nhìn một cách tổng thể vào cái hình tướng thì sinh ra cái sự so sánh đẹp xấu, rồi là sinh ra cái sự yêu ghét, sinh ra cái khen chê, sinh ra cái kiêu sa ngã mạn về cái tấm thân. Thì trong những cái bệnh của con người ấy, trong những cái nguyên nhân mà nó sinh ra những cái tâm bất thiện, nó chính là cái mà yêu thân. Cái bệnh yêu thân của con người nó rất là nặng và nó rất là lớn. Chính vì từ cái sự mình yêu cái thân hay là tham ái với cái thân này, cho nên là mình sống rất là khổ, khổ cả thân và khổ cả tâm. Suốt cuộc đời mình bôn ba, chạy ngược xuôi, mình chỉ lo để chăm sóc cho cái thân. Rồi mình luôn luôn lo lắng bất an, bảo vệ, bảo dưỡng, tẩm bổ, chăm sóc sức khỏe cho cái thân này. Nhưng mà cái thân này thì nó đánh lừa mình rất là nặng, rất là lớn. Bởi vì ngay trong hiện tại mình không làm chủ được nó, mà nó, mình luôn bị nó chi phối, nó làm chủ. Nó khiến cho mình tạo những cái ác nghiệp. Và mỗi một ngày thì nó lại già nua đi. Mỗi một ngày mình lớn lên. Và mình cứ hy vọng rằng tương lai mình sẽ an vui với cái thân này. Mình cứ hy vọng cái thân này sẽ đem đến cho mình nhiều cái an vui và hạnh phúc. Cho nên là mình không tiếc bất cứ một cái giá nào để mà đem lại cái hạnh phúc an vui cho nó. Thế nhưng mà cứ mỗi một ngày đi qua là một ngày nó đi dần đến cái chết. Mỗi một ngày đi qua thì nó tiến dần đến nghĩa trang, dần đến đến cái già. Mỗi ngày mình già đi một chút, mỗi ngày tiến đến cái bệnh, và mỗi ngày tiến đến cái chết. Và cuối cùng nhờ bao nhiêu công lao chăm sóc, bảo dưỡng, bảo vệ, yêu quý, chiều chuộng cái thân, đến cuối cùng chỉ còn lại mà cái xác chết, và nó sẽ mục nát thành đất bùn mà không còn gì cả. Thế thì bây giờ cái người nào mà thức tỉnh, tỉnh ngộ, mình phải hiểu ra bản chất sự thật của cái thân này, thì mình biết sử dụng nó giống như là một cái cỗ máy, và mình chế tạo ra những cái phước lành hay là những cái ba la mật, hay là dùng nó để làm cái cỗ xe để đi đến niết bàn. Mình đừng có làm nô lệ cho nó mà bắt nó làm nô lệ cho mình. Thì vậy cho nên là cần phải hiểu bản chất thật sự của cái thân. Đó là cái pháp quán về thân bất tịnh. Thì bình thường ấy thì mình luôn luôn muốn cái thân mình nó đẹp, và mình cũng luôn luôn có cái tưởng là cái thân này đẹp lắm, và mình luôn luôn tự hào, tự mãn về cái đẹp của cái thân. Nhưng mà cái đấy nó chỉ là cái giả tưởng thôi. Khi mà mình đi vào trong nhà vệ sinh, mình sẽ thấy nó rất là hôi thối. Khi mình đi ra một cái, mình phải che giấu ngay lập tức, và mình sẽ sống với cái tưởng là thân đẹp. Thì cái thân mình cũng thế, thân người khác cũng thế. Ai cũng tự biết thân mình rất là thối tha và xấu bẩn, ô uế bất tịnh. Nhưng mà luôn luôn mình luôn lảng tránh, né tránh và che giấu những cái ô nhiễm bất tịnh đấy. Và luôn luôn tìm cái cách nó là làm trang điểm để cho nó đẹp lên, để mê hoặc người khác và mê hoặc chính mình. Nhưng mà cái bản chất thật sự của cái thân ấy thì phải dùng cái trí tuệ để thấy nó cả bên trong và bên ngoài. Thì cái người thực hành cái pháp này thì phải quán 5 cái một, tức là mình phải thực tập trên 5 cái, mỗi một lần mình thực tập trên 5 cái nhé. Cái cách thực hành đó là khi mình ngồi mình nhắm mắt lại, mình hình dung ra tóc, thì phải đưa cái tâm lên trên trên đầu ấy. Đưa cái tâm lên trên đầu và mình hình dung ra cái mái tóc, thì cái tâm của mình phải để vào cái chân tóc thì nó mới không chạy đi nhá. Mình để lên trên ngọn tóc là tâm nó chạy đi mất. Thì mình niệm tóc, tóc, tóc. Khi nào mình thấy cái hình ảnh tóc nó hiện rõ ra, thì mình ghi nhận nó. Rồi, thì bắt đầu mình xuống đến lông. Thì cái lông này thì nó ở trên khắp toàn thân của mình. Mình phải đưa từ trên trên mặt, trên người xuống đến chân.
chỉ có mỗi hai bàn chân, hai bàn tay và cái môi mình nó không có nông, còn ở đâu nó không có hết, thì mình phải đưa tâm vào các cái chân nông, rà đi rà lại từ trên xuống dưới như vậy. Và đến khi mình hình dung ra tất cả các cái sợi nông từ chân nông đến ngọn nông, rồi bắt đầu đến móng. Móng thì mình đưa tâm xuống các cái ngón chân, ngón tay, mình phải đưa tâm vào cái phần móng mà nó nằm sâu bên trong thịt, mình quán cái móng. Rồi răng, mình đưa tâm vào trong miệng, mình quán cái hàm răng. Năm cái này nó dễ nhất bởi vì là nó nằm ở bên ngoài mắt thường, mình luôn thấy nó, cho nên bây giờ mình tưởng nhớ đến nó rất là dễ, không khó. Thì sẽ quán lần lượt tóc, nông, móng, răng, da. Xong lại quán ngược lại nhé, da, răng, móng, nông, tóc, tóc, nông, móng, răng, da, da, răng, móng, nông, tóc. Thì khi mà quán ấy, thì để ý đến mỗi một cái nó có những cái tính chất của nó. Đó là quán đến cái gì thì mình phải để ý đến cái màu sắc, hình dáng, cái vị trí và giới hạn của nó. Khi mà hướng tâm đến cái gì, mình không phải là quán trên khái niệm, mà ở đây là dùng bằng cái trí, bằng cái trí tuệ, và mình phải tưởng ra để mình thấy. Khi mà hướng tâm lên tóc, để tâm vào chân tóc, thì lúc đấy mình phải nhận được cái màu sắc của cái tóc. Đầu tiên là mình quán ở bên trong thân mình. Quán chân mình được, mà mình quán một người bên ngoài cũng được, đều được cả. Nhưng mà với cái người thực hành mới đầu thì mình nên thực hành là quán ở bên trong mình trước. Tóc thì màu sắc, ví dụ như là tóc nó có màu đen, đấy là màu sắc của tóc. Hình dáng của tóc là cái các cái sợi tóc, mình nhổ cái sợi tóc ra, mình đặt lên bàn tay mình nhìn sẽ rõ, người thì tóc ngắn, người thì tóc dài, người thì tóc trắng, người thì tóc đen, nhưng mà đa số thì người tóc đen là nhiều. Thì màu sắc như thế, hình dáng như vậy, nhưng mà mình phải quán hết cả một cái mái đầu của mình, nhờ ghi nhận được bao nhiêu thì được. Tóc như vậy có màu sắc, hình dáng, vị trí của nó thì nó nằm ở trên đầu, mình đưa tâm lên trên đầu của nó, là cái phương hướng nó là ở trên cùng, đấy là vị trí. Ở giới hạn của nó thì mình phải nhận biết từ chân tóc đến ngọn tóc. Thì cũng tương tự như vậy, khi mình quán đến nông cũng như thế, từ chân nông đến ngọn nông, cái màu sắc của các cái nông nó cũng giống như tóc, mà cả nông tơ nông biếc ở trên mặt mình phải quán ra hết. Thì mình phải đưa cái tâm đi từ trên đầu, đầu đến chân, chân đến đầu, tóc, nông, móng. Khi mà quán đến móng thì cũng thế, cũng quán đến màu sắc, hình dáng của các cái móng, vị trí nó nằm ở đầu ngón chân, ngón tay. Từ giới hạn của nó là từ chân móng đến ngọn móng. Răng thì cũng thế, màu sắc của răng nó màu trắng, từ chân răng đến ngọn răng, vị trí của nó nằm ở trong hàm mình. Năm cái đấy là năm cái đầu tiên, cái người mới sơ cơ đầu tiên cứ thực hành năm cái này cho nó thuần thục. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là thấy được khía cạnh bất tịnh của nó, chứ không phải là quán để mà thấy đẹp của nó nhé. Quán làm sao để thấy được cái bất tịnh, tức là cái mà cái ô nhiễm, cái mà xấu xa của nó ấy. Thì khi mà quán đến tóc thì mình phải nhớ lại cái lúc nào ấy mà mình đã từng cảm nhận được cái tóc này nó có cái mùi hôi, mà nó bẩn nhất, những cái lúc mà gầu hay là một thời gian dài nhất là mình không tắm. Có thể là những cái thời gian nào mình đã bị bệnh, nhưng mà mình nằm một thời gian dài, một tháng, hai tháng, ba tháng gì đó, càng lâu ngày càng tốt, mình không hề tắm gội gì cả, cho nên là ở trên đầu nó rất là nhiều gầu, cháy rận, nó bù rù rối lắm. Đấy, thì phải thấy được cái sự bất tịnh của nó, thì lúc đấy mình phải quán tóc, thì cũng niệm là tóc bất tịnh, tóc 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 tóc, nhưng mà mình phải thấy cái khía cạnh bất tịnh của nó. Thì nông cũng thế, móng cũng thế, răng cũng thế, da cũng thế, tóc nông móng cũng vậy, thì luôn luôn phải để ý đến những cái khía cạnh bất tịnh. Bất tịnh ở đây mà bất tịnh cả về cái mùi hôi thối của nó, bất tịnh cả về cái sự nhờn gớm trông đáng ghê sợ của nó. Người nào mình đã từng thối móng chân móng tay rồi thì lúc này quán mình sẽ cảm nhận được cái sự kinh cảm nhất. Tóc nông móng răng da, răng của mình cũng thế, về là răng, tóc nông móng răng da, da răng móng nông tóc,
da da nha, nhưng bây giờ da thì quán hết cái da thì mình phải quán nó giống như là một cái túi mà nó bọc, giống như là một cái túi bọc đựng ấy, mà mình đựng rất là những cái đồ đạc ở bên trong. Khi mà để ý là khi mà một người quán da, mình không quán cái bên ngoài của da nhé, mà quán cái mặt bên trong ấy. Giống như là một cái con rắn nó lột xác ấy. Mình đã từng nhìn thấy cái xác rắn, thì bây giờ phải quán cái da của người mình, của cơ thể mình, nó cũng giống như là cái xác rắn như vậy. Mình quán vào cái mặt bên trong của cái da, hay lúc đấy mình dùng vị trí đưa cái tâm vào trong da, mình tách nó ra, mình xuyên suốt từ chân đến đầu, từ đầu đến chân. Lúc đấy mình phải quán da mình nó cũng ô nhiễm như vậy, nó cũng bất tịnh như vậy. Thì tóc lông móng răng da, da lông móng lông tóc, người mới sơ cơ cứ tập 5 cái đấy. Tập 5 cái đấy có thể tập 5 phút, 10 phút, 30 phút hoặc 1 tiếng. Nếu người nào mình chuyên sâu về cái pháp thiền này cũng được. Đối trị cái tâm tham ái thì càng tốt. Còn nếu như mình tập để cho nó giảm bớt tâm tham đi, mình có thể tập 30 phút sau đó chú tâm tập hơi thở cũng được. Còn nếu mình muốn tập chuyên sâu cái pháp này thì cũng rất là hay, cũng rất là tốt nhé. Sau khi là thực tập như thế một thời gian nó rất là thuần thục rồi, thì bắt đầu mới thêm 5 cái tiếp theo, đó là thịt, gân, xương, tủy, thận. Những cái này thì nó sẽ nằm ở bên trong và cái mắt thường mình ít khi nhìn thấy, nên là cái này là cần phải mình phải nhìn những cái vật ở bên ngoài hoặc là nhìn qua tranh ảnh. Như là cái người nào mà hay làm nội trợ, mình hay mua thịt về làm thì mình cũng biết thịt người hay là thịt lợn hay là các con thì nó cũng giống nhau. Nhưng mà khi mình quán ở trên người ấy, thì mình quán đến thịt phải quán là thịt nó nằm dưới da, nhưng mà nó lại nằm ở bên trên, nó bọc cái xương. Mình không được nhìn cái da, không được nhìn vào xương, mà chỉ có nhìn vào các cái mảng thịt ở trên mặt này, trên người mình, từng phần một, từ đầu đến chân. Thì thịt nó cũng có màu sắc, màu đỏ, có hình dáng của nó, có vị trí của nó, có cái giới hạn của nó. Ở bên ngoài thì nó giáp với mỡ da, bên trong thì giáp với xương. Rồi đến gân thì cái lúc đấy tốt nhất mình phải nhìn vào các hình ảnh để mà thấy những cái đường gân, như những cái sợi dây nó có những cái gân lớn, gân nhỏ. Nhưng mà để mà hình dung rõ nhất, mình nhìn vào những cái gân ở các ngón tay và các ngón chân, nó có các cái sợi dây chằng, nó chằng các cái khớp xương ấy. Nó dễ nhất, sau đó mình quán khắp cái toàn thân của mình. Còn bộ xương thì có thể nhìn vào cái hình ảnh các bộ xương, rồi sau đó mình nhìn vào trong người mình, từ xương sọ, xương cổ, xương sườn, xương sống, xương tay, xương chân, quán thì thấy rõ cái bộ xương trong người mình. Tủy thì nó nằm trong xương, thận thì hai quả thận như hai trái xoài. Thì luôn luôn nhớ quán đến cái gì thì cũng để ý thấy cái màu sắc, hình dáng, vị trí và cái giới hạn của nó và khía cạnh bất tịnh của nó. Thịt, gân, xương, tủy, thận, thận, tủy, xương, gân, thịt, quán đi quán lại, quán ngược, quán xuôi, quán như thế một thời gian thì nó sẽ thuần thục và nó sẽ thuộc lòng cả về khái niệm, và nó sẽ thuần thục cả về màu sắc, về cái hình dáng, về cái vị trí và giới hạn của nó. Nó sẽ thuộc lòng ở trong tâm. Sau khi mà nó đã thuần thục rồi, sau đó lại thêm 5 cái nữa nhé. Thì lúc đấy lại tiếp tục này: tóc, lông móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, lá, nách, phổi, ruột, ruột, phổi, lá, nách, gan, tim. Quán ngược, quán xuôi, quán ngược 5 cái tiếp theo. Nó thành 15. Sau đó lại đến quán từ 1 đến 20. Tóc, lông móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, lá, nách, phổi, ruột, màng, ruột, bao tử, vật thực, là cái thức ăn nó ở trong bao tử nhá. Phân là cái thức ăn nó đã tiêu hóa rồi, và cái bộ não ở trên đầu ấy. Đấy là quán vậy là được 20 cái, xong là cứ quán ngược quán xuôi từ 1 đến 20, từ 20 đến 1. Não, phân, vật thực, bao tử, màng ruột, rồi là cứ quán ngược cho đến tóc, xong là từ tóc cho đến não 20 cái, sau đó thì còn 12 cái thì sẽ quán chia làm hai, đó là 6 cái, chia làm hai phần, mỗi phần 6 cái.
Cái tiếp theo đó là mật đàm, đủ máu, mồ hôi, mỡ. Đấy là 6 cái nhé. Khi mình thuần thục rồi lại thêm 6 cái nữa. Mỡ nước, nước mắt, nước mũi, nước miếng, nước khớp xương, nước tiểu. Thế là tổng cộng lại sẽ là 32. Thì bắt đầu sẽ nhớ là quán đến cái gì cũng thế, cũng sẽ quán từ luôn luôn phải thấy rõ cái màu sắc, hình dáng, vị trí, giới hạn và khía cạnh bất tịnh của nó. Thấy cái sự để mình thấy cái sự kinh cảm của cái thân này. Thì sau đó thì khi mà đã đủ 20 cái rồi thì bắt đầu quán từ 1 đến 20. Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bao tử, vật thực là cái thức ăn trong bao tử, phân não, mật đàm, mủ máu, mồ hôi, mỡ, mỡ nước, nước mắt, nước mũi, nước miếng, nước khớp xương, nước tiểu. Hoặc là quán ngược, quán xuôi, quán xuôi, quán ngược, quán ngược, quán xuôi như thế. Nhưng mà nhớ là luôn luôn phải thấy rõ cái hình ảnh của nó. Sau đó cái đó sẽ mình sẽ quán nhiều lần để cho nó thuộc. Sau đó thì cứ tập quán thầm trong tâm, nhưng mình không có đọc ra miệng nha, không có niệm miệng ra miệng đâu, mình quán như là hành thiền, quán trong tâm ấy. Mình quán những cái gì mình đưa tâm đến cái đấy. Đầu tiên là đi chậm chậm, quán chậm chậm thôi. Sau đó thì nó thuộc rồi thì sẽ quán nhanh đi. Tức là rồi sau đó mình sẽ quán mà nó không quá chậm mà cũng không quá nhanh. Quán ở cái mức độ mà nó vừa phải, không quá nhanh và không quá chậm. Khi mà quán một thời gian sau, những cái khái niệm về các cái từ tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận nó đã thuộc rồi, thì đến một cái bước tiếp theo, bỏ qua khái niệm, chỉ nhìn vào hình ảnh thôi. Đấy, cái bước này mới là quan trọng, mà ai tập được cái bước này thì mới đắc định được. Ai tập đến cái bước này thì định nó mới sâu. Khi mà nó đã thuộc rõ, mình nhớ rõ các cái vị trí màu sắc của nó rồi, thì lúc đấy mình sẽ đưa tâm lên tóc, mình thấy tóc, phải đưa tâm đến lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận. Lúc đấy mình dùng cái tâm để mình nhìn, nhìn vào những cái thân phần đấy, nhìn vào tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, não, phổi, ruột, màng. Thì nhưng mà lúc ấy dần dần mình buông bỏ cái khái niệm nó đi và chỉ nhìn vào, giống như là con mắt mình đang nhìn vào những cái cảnh vật mà mình không cần quan tâm đến nó. Lúc ấy mình biết rõ tên của nó rồi, nên mình không cần phải niệm đến tên nữa. Thừa biết nó tên gì rồi, mình không cần niệm đến tên nữa. Mà mình chỉ nhìn ngược, nhìn xuôi, nhìn xuôi, nhìn ngược, nhìn ngược, nhìn xuôi, nhìn xuôi, nhìn ngược. Cứ làm như thế, làm đi, làm lại như thế. Rồi đôi khi có những cái nó hiện ra rõ và có những cái nó không rõ. Trong 32 cái thân phần đấy, có những người có những cái thân phần với mình nó rất là rõ. Có những người thấy những cái thân phần gì nó thuộc về màu đen rõ, mà có thể màu trắng rõ. Có những người lại thấy màu trắng thì rất là rõ, nhưng mà những cái gì nó thuộc màu đen thì không rõ. Có cái người mà thấy cái màu đỏ thì nó rõ, nhưng mà màu vàng thì nó lại không rõ, hoặc màu vàng nó rõ, màu đỏ không rõ. Nhưng mà cũng có người sẽ thấy tất cả các màu nó đều rõ ràng. Thì cái này quan trọng nhất là thấy được màu sắc và hình dáng của nó, là luôn luôn phải ghi nhận được nó. Còn cái nào nó không rõ thì cứ bỏ qua, không sao. Mình cứ bỏ qua nó rồi cứ nhìn vào những cái rõ, rồi cứ nhìn đi, nhìn lại, nhìn được, nhìn xuôi như thế. Nếu như mà trong cái lúc mình nhìn như thế mà mình cảm thấy ưa thích một cái thân phần nào đấy, thì mình chú tâm lại ở cái thân phần đấy lâu hơn các thân phần khác cũng được. Ví dụ như là mình là quán tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương. Và lúc này mình cảm thấy mình thích thú với cái hình dáng của bộ xương, thì lúc đấy mình sẽ chú tâm trên cái hình dáng bộ xương này nhiều hơn. Cứ để tâm từ cái xương sọ cho đến xương chân tay, cứ niệm là xương 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 xương, để đi để lại như thế. Đôi khi mình quán cả 32 cái liền, cái tâm nó có thể có lúc nó sẽ mệt mỏi. Lúc đấy mình chú tâm trên một cái thân phần nào đấy, mình cho cái tâm nó cũng được nghỉ ngơi ở đấy, thì nó cũng sẽ đỡ mệt mỏi đi. Và đến lúc nào nó đỡ mệt mỏi rồi, sau đó mình lại tiếp tục quan sát cả 32 cái, từ tóc đến nước tiểu, từ nước tiểu đến tóc, từ tóc đến nước tiểu, từ nước tiểu đến tóc, cứ quán đi quán lại nhiều lần như thế. Và thực hành như thế thuần thục thì bắt đầu đến một lúc nào đó dần dần các thân phần sẽ hiện ra rõ ràng. Lúc đầu ấy, mình sẽ thấy là nó chỉ hiện ra một cái,
mà sau đó thì trong tâm mình nó sẽ hiện ra, xuất hiện hai cái trong một cái nhìn, với ba cái, bốn cái, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, rồi có đến một lúc nào đó nó thuần thục nữa thì cả 32 cái mình sẽ thấy nó trong một cái nhìn rất là rõ ràng, rất là dễ dàng. Khi nó thuần thục rồi thì mình có thể trong một thoáng mình cũng nhìn thấy cả 32 cái như vậy. Thì dần dần tâm nó sẽ định cả 32 cái thân phần này, và cái tâm của mình nó không hướng, nó không có vọng tưởng, mà nó định tĩnh, nó có một cái sức chánh niệm tốt. Nếu sức chánh niệm của nó tốt, nó ghi nhận được cái các cái hình ảnh đấy tốt, thì bắt đầu cái tâm nó sẽ chú liên tục trên những cái hình ảnh 32 thân phần này, và cái tâm của mình nó cũng sẽ định tĩnh trên 32 thân phần đấy, và nó sẽ đắc được định. Nếu như mình quán trên từng cái một, trên cả 32 cái này, thì nó sẽ đi vào được đến tận định. Thì dần dần sẽ thấy cái toàn thân của mình nó cũng sẽ sáng đi, sáng dần dần đi, dần dần khắp toàn thân sẽ tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng mờ sau đó nó sẽ sáng dần, thì đấy là cái nimitan, hay là cái quang tướng nó cũng sẽ xuất hiện, nó giống như người hành thiền hơi thở khi mà đắc định nó cũng tỏa sáng như thế. Thì dưới cái ánh sáng của định đấy thì càng lúc các cái thân phận nó càng rõ hơn nữa, và nó sẽ càng duy trì liên tục mà không có vọng tưởng, mình có thể chăm chú định tĩnh ở trên đấy. Và lúc đấy mình sẽ thấy cái thân này nó rất là ô nhiễm và bất tịnh như vậy, mà mình hành cho nó thuần thục để thấy cái sự ô nhiễm và bất tịnh. Thì từ cái lúc mình thực hành cái pháp này, bắt đầu nó sẽ đè nén tất cả những cái tâm tham đối với cái tâm tham đối với cái thân, yêu quý với thân ở bên trong mình. Và đến cái bước tiếp theo nữa, mình sẽ mở rộng cái pháp này ra bên ngoài. Lúc đấy mình sẽ hướng đến một cái người ở gần nhé. Thì đầu tiên mình sẽ quán cái tóc của mình, sau đó thì quán tóc của người bên ngoài, cái nông ở bên, rồi nông người bên ngoài, cái móng của mình là móng người bên ngoài, cái răng ở bên trong, cái răng bên ngoài, da bên trong, da bên ngoài, cứ lần lượt như vậy, từ tóc cho đến nước tiểu, từ nước tiểu cho đến tóc. Cái tâm của mình nó bắt được ở cái hình ảnh bên ngoài rồi, sau đó mình sẽ quán lần lượt ở bên ngoài đấy. Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, lá, nách, phổi, ruột, màng, bao tử, phân, não, mật đàm, mủ, máu, mồ hôi, nước mắt, nước mũi, nước miếng, nước khớp xương, nước tiểu, thì cứ quán ở bên ngoài như thế, đầu đến chân, chân đến đầu như thế. Khi mình đã quán ở bên trong nó thuần rồi thì hướng ra bên ngoài quán cũng rất là dễ, nó không khó nữa. Thì lúc này quán xong người thứ nhất thì đến người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, rồi người đằng trước, người đằng sau, người bên phải, người bên trái. Lúc đấy mình cứ hình dung ra những cái người đấy mình quán. Thì đối với cái pháp quán này ấy, thì mình có thể quán bất cứ người nào cũng được. Là người nam thì quán người nam, rồi quán cả người nữ cũng được. Người nữ cũng có thể quán cả người nữ, quán cả người nam cũng được. Nhất là những cái người nào mình càng yêu quý thì mình càng phải quán nhiều. Nhất là những người nào mà mình có cái tham ái đối với cái tình cảm nam nữ thì mình càng quán nhiều hơn. Thì nó sẽ đối trị nạn hết, cái tâm nó sẽ thản nhiên nạn. Nó sẽ, mình sẽ diệt trừ cái tâm tham ái, tham dục, tham nam đắm nhiễm đối với cái thân bên trong và cái thân bên ngoài. Cái tâm nó sẽ trở nên rất là thanh tịnh, rất là an nhiên và rất là tự tại. Thế nên là cái pháp quán như vậy, quán và luôn luôn phải để ý đến cái khía cạnh ô nhiễm và bất tịnh, tức là cái sự bất tịnh của cái thân. Thì lúc này thì mình sẽ thấy ra được cái trạng thái bất tịnh của cái thân này, càng lúc nó càng kinh cảm hơn. Thì mở rộng dần dần từ gần cho đến xa, cho đến khắp vũ trụ vô biên, là cái pháp này mình có thể mở rộng ra như thế. Lúc đầu thì mở rộng ra từng người một, sau đó mình sẽ quán chung chung cả một đám đông là 32 thể trưởng, rồi là cứ dần dần lan rộng ra khắp cả toàn nàng, rồi khắp cả tỉnh, khắp thành phố, khắp cả đất nước, khắp cả thế giới, mở rộng ra đến mức tối đa thì thôi. Đấy là cái cách quán 32 thể trưởng như vậy. Thế rồi trong cái pháp mà quán thân bất tịnh này, cái pháp mà quán 32 thể trưởng đấy là ở cái giai đoạn thực hành thiền định, sẽ thực hành như thế. Với người sơ cơ mình nhờ cái tập 5 cái một,
hoặc là đến 10 cái rồi tùy theo cái khả năng của mỗi người. Mình có thể quán một lúc cả 32 cái được thì càng tốt. Nếu không có thể quán 5 cái, 10 cái cũng vẫn được. Nếu như cái trí của mình nó không có thể nhớ hết được thì mình có thể bỏ qua những cái gì nó khó, mình sẽ thực hành những cái dễ vẫn được nhé. Chứ không phải là bắt buộc mình cứ phải hết cả 32 cái. Nhưng thì cái người nào mà có cái trí mà ghi nhớ được nhiều thì có thể quán hết được thì càng tốt. Thì ở cái giai đoạn mà thực hành về thiền tứ đại thì một cái thiền sinh sẽ phân tích trên 32 thân phần này. Sở dĩ gọi nó là thân phần bởi vì nó là những cái phần của thân, tức là một cái thân của mình chia sẻ ra thành 32 phần khác nhau. Thì khi mà phân tích về cái sắc chân đế, một cái người mà thực hành thiền tứ đại được phân tích sắc, thì lúc đấy phân tích sắc ở trên các cái 32 thể trược này thì mình sẽ thấy rằng là trên cái thân của mình sẽ có 5 cái nhóm sắc, đó là thân tĩnh sắc, sắc giới tính, sắc do tâm sinh, sắc thời tiết và sắc vật thực. Thế là trên cái thân của mình gọi là cái thân tĩnh sắc. Cái thân tĩnh sắc này thì tức là nó có cái sự nhạy cảm đối với sự xúc chạm. Khi mà mình xúc chạm với bất cứ một cái gì, mình sẽ nó sẽ có những cái nội tâm của cái thân nó sinh lên. Ví dụ như là cái nội tâm của thân thì nó cũng có cái hướng môn, rồi là nó có cái thân thức, nó có cái tiếp thâu, có suy xét, có xác định, rồi là có những cái tâm động lực, có những cái tâm đăng ký, rồi sau đó nó rơi vào cái tâm hữu kiếp. Tức là cái những cái dòng tâm về thân thức này nó khởi lên. Thì người mình có 6 thức. Nhãn thức thì nó chỉ nương ở trên con mắt thôi. Nhĩ thức thì nó nương ở tai. Tị thức thì nó nương ở mũi. Thiệt thức thì nó nương ở lưỡi. Còn thân thức thì nó nương khắp toàn thân. Thế nên lúc đấy mình thấy trên tóc mình nó cũng có những cái nhóm sắc như vậy. Nó cũng có thân tịnh sắc, sắc giới tính, sắc tâm sinh, sắc thời tiết và sắc vật thực. Vậy thì khi mà cái tóc của mình nó đụng chạm vào cái gì, nó cũng khởi lên cái nội tâm thuộc về thân thức. Ở nông, ở móng, răng, da, thịt, gân, xương, thủy, thận, tim, gan, lá, nách cũng vậy. Thì trong những cái thân phần này thì nó có một số cái thân phần thì nó không có các cái nhóm sắc như là thân thân tịnh sắc, sắc giới tính, sắc tâm sinh. Ví dụ như là trong đó thì nó có cái vật thực, tức là cái thức ăn của mình vừa mới ăn vào trong bụng thì nó chỉ có sắc thời tiết mà nó không có những cái nhóm sắc còn lại. Và cái vật thực đã tiêu hóa như là phân và mủ và nước tiểu, 4 cái đó thì nó chỉ có một cái sắc gọi là sắc thời tiết. Thì nó là cái vật vô tri, giống như là những cái vật chất ở bên ngoài. Những cái thức ăn của mình ăn vào trong bụng thì nó cũng là vật vô tri, mà đã tiêu hóa rồi nó thành phân, nó là vật vô tri. Cái nước tiểu nó cũng vật vô tri, và cái mủ mà cái máu nó thối như mình bị thương tích ở đâu ấy. Còn nó có 4 cái thì nó có 2 sắc, là sắc do tâm sinh và sắc thời tiết sinh. Đó là nước mắt, khi mình khóc là do cái tâm mình nó sinh ra, nước mũi, nước miếng, mồ hôi, có 4 cái đấy. Mồ hôi, nước mắt, nước mũi, nước miếng thì nó có 2 cái sắc là sắc tâm sinh và sắc thời tiết. Thì ở một cái giai đoạn mà cái người nào mà thực hành đến thiền tứ đại phân tích sắc thì trên các cái thân phần sẽ thấy được phân tích ra ở cái sắc chân đế, nó sẽ ở cái mức độ cao hơn. Thì lúc đấy thì nó sẽ diệt trừ được cái tâm tâm tham ở cái mức độ cao hơn nữa, đó là khi mình phân tích được sắc. Còn cái thân này nó là thân tứ đại, thì trong 32 thể trược này mình đã thấy ra được 2 đại, đó là địa đại và thủy đại. Đó là từ tóc, nông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thủy, thận, tim, gan, lá, ăn nách, phổi, ruột, màng ruột, bao tử, vật thực, phân, não, là 20 cái đấy nó thuộc về địa đại. Tức là mình có thể quy cho nó ở cái mức độ tương đối là nó là đất, là địa đại. Còn 12 cái nó thuộc về thủy đại, đó là mật, đó là những chất lỏng trong người mình. Đờm, đàm, đàm, đờm, đờm hay là đàm là những cái mà nó ở trong bao tử, mà nó cái chất dịch mà nó che cái thức ăn, nó phủ những cái thức ăn. Mà đôi khi người nào bị cái bệnh mà mình trào ngược ấy, nó có thể ợ ngược lên, mình sẽ thấy những cái
cái đờm mà nó ở trong nó tiết ra. Đó là mật đàm mủ máu, mồ hôi, nước mắt, nước mũi, nước miếng, nước khớp xương, nước tiểu, đấy là những cái chất nước ở trong người mình. Thì lúc này nó còn phong đại và hỏa đại. Thì ở cái người nào mà tu tập cao hơn, tức là phân biệt đến sắc ấy, thì lúc đấy mình sẽ phân biệt thêm được có 6 cái phong đại ở trong người nữa. Đó là nó có những cái dòng gió nó đi lên và những cái luồng gió nó đi xuống. Đó là cái phong đại của mình. Trong cơ thể mình vậy, gió nó luôn luôn trao đổi và nó cũng luôn luôn mà nó chạy lên chạy xuống ở trong người. Đó là phong đại. Là gió ở trong bụng mình, gió ở trong ruột. Tức là có những cái gió ở trong bụng mà ngoài ruột. Cho nên là có người ta hay bị sôi bụng mà nó sôi ào ào. Hay là có những cái gió ở trong ruột nữa. Thì đấy là trong người mình nó luôn luôn có những cái phong đại, cái gió như thế. Và cái gió của hơi thở đi vào và đi ra. Gió hơi thở lấy oxy ở bên ngoài tiếp vào bên trong người. Và gió ở tứ chi. Thế là mình đi đứng nằm ngồi hay là mình duỗi co cúi ngước thì nó luôn luôn có những cái phong đại nó đưa đẩy đấy. Nếu như bây giờ một cái người mà cái phong đại này nó mà không có hoạt động hay là nó bị ách tắc thì mình sẽ bị giống như bị tê liệt luôn. Mình không có thể nào mà duỗi co cúi ngước được. Thì mình có thể nhúc nhích được đấy là do cái tâm mình nó tạo ra cái phong đại và cái phong đại nó đưa đẩy. Thì nó có những cái phong đại thì lúc đấy nếu mình quán đầy đủ tứ đại thì nó có gió hướng lên, gió hướng xuống, gió ở trong bụng, gió trong ruột, gió hơi thở vào ra và gió ở chân tay. Còn hỏa đại thì nó có cái hơi nóng ở trong người mình, nó có cái hơi nóng mà nó gọi là cái nhiệt nó lên rất là cao như cái lúc nào mình bị sốt, bị nóng sốt. Có cái hơi nóng là cái hơi ấm, là những cái hơi rất là bình thường, nhất là về mùa đông này mình đưa tay vào trong người mình sẽ thấy cái hơi nóng, cái hơi ấm nó rất là dễ dàng. Thì đấy nó là hỏa đại của mình. Và cái hỏa đại này nó còn rất là mạnh nữa ở trong cái ở trong bộ phận tiêu hóa, tức là nó tiêu hóa thức ăn. Nó có cái chất nóng, cái hỏa đại rất là mạnh ở trong đấy thì nó nấu thức ăn ở trong dạ dày, trong bao tử cũng rất là mạnh. Một cái hỏa nữa đó là cái nhiệt mà nó não hóa, nó làm não hóa con người, là có cái nhiệt mà nó làm cho mình lớn lên, nó làm cho mình già đi. Trong cơ thể mình đấy là nó có 4 cái loại nửa như vậy, nửa nóng chốt, nửa ấm, rồi là cái nửa tiêu hóa và cái nửa làm cho mình não hóa. Thì khi mà một cái người còn sống thì sẽ có rất là nhiều các cái sắc pháp khác nhau, nhưng mà khi mà một cái người chết thành một cái xác chết thì lúc ấy mình chỉ còn lại một cái xác, đó là xác thời tiết. Tất cả những cái xác do nghiệp, do tâm, do vật thực nó sẽ mất hết, còn lại một cái xác thời tiết nó còn lại ở trong cái thân này. Thế nên là một cái người mà mình hướng tâm đến một cái xác chết, mình chú tâm trên đấy, mình quán cái pháp bất tịnh cũng được. Và sau đó thì mình quán cái xác chết đấy mà mình phân tích tứ đại ra thì nó chỉ là xác thời tiết, là vật vô tri. Vậy thì những cái vật vô tri ở bên ngoài nó cũng chỉ có một loại sắc, đó là sắc thời tiết. Tất cả những cái vật vô tri, dù nó là cây cối còn tươi còn sống hay là cây cối đã chết, hay là những cái mà vật chất như là đất cát sông núi hay là gạch ngói bê tông, nó đều có một loại sắc là sắc thời tiết. Còn trong khi mà người còn sống thì mình có nhiều loại sắc khác nhau. Thì khi mà một cái người quán 32 thể trược, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận đấy, thì mình cứ thấy được cái sự kinh cảm của nó là nó bất tịnh như vậy rồi. Nhưng mà đến một bước nữa mình sẽ quán ở cái mức mà nó kinh cảm hơn, nó bất tịnh hơn và nó nhờn gớm hơn. Đó là mình sẽ quán như là quán mình sẽ quán các cái loài vi trùng, vi khuẩn mà nó sinh sản ở trên các cái thân phần này. Như ở trên tóc của mình là có hàng ngàn loài vi khuẩn khác nhau, hay là các cái loài vi trùng khác nhau nó sống sinh sống ở trên đấy. Trên lông cũng vậy, trên móng vậy, trên răng vậy, da vậy, ở trong thịt vậy, ở gân, ở xương, ở tủy, ở thận, ở tim, ở gan, ở lá nách,
ở phổi, ở ruột, ở màng ruột, ở bụng, phân mật, đàm, mủ máu, mồ hôi, nước mắt, nước mũi, nước miếng, nước cơ xương, nước tiểu ấy. Thì tất cả 32 thể trược này, chỗ nào nó cũng có vi trùng hết, chỗ nào nó cũng có những cái con sâu bọ đấy hết. Có những cái con to như ngón tay ấy, như con sán, như con giun, có những cái con thì nó nhỏ mắt thường cũng thấy được. Nhưng mà cái người nào mà đắc định rồi mình dùng cái ánh sáng mình quán thì là mình sẽ thấy những cái con vi khuẩn đấy, hay là những cái con sâu bọ đấy. Đây là cái pháp gọi là quán sâu bọ ở trên 32 thể trược. Thì lúc ấy mình sẽ thấy các cái loài có khoảng 84.000 các cái loài sâu bọ khác nhau sống ở trên thân mình. Thế thì trên thân mình ấy, trong cả 32 thân phần ấy, cái thân phần nào nó cũng có sâu bọ hết, nó sống ở đấy. Thế thì nó sinh sống ở đấy thì nó sống ở đâu thì nó lấy cái thân phần đấy làm thức ăn. Thế nó sống ở trên tóc của mình thì nó ăn, nó bám vào cái da đầu mình, nó lấy cái gầu tóc nó làm thức ăn, hay nó lấy da đầu làm thức ăn. Ở lông móng, răng da, thịt gân xương của mình vậy. Nó sống ở trên da thì nó ăn da của mình. Nó sống ở thịt thì nó ăn thịt, nó sống ở gân thì nó ăn gân, nó sống ở xương, nó ăn xương, nó gắn ở trong tủy, trong não, nó ăn cái đấy. Tim gan não nách phổi ruột màng mình nó sống ở đâu thì nó ăn ở đấy. Nó ăn ở đâu thì nó sẽ đi vệ sinh ra đấy. Vậy thì nó ở trên đầu mình thì nó đi vệ sinh ra đấy, là nó ở lông móng, răng da, thịt gân xương, tủy thận, tim gan của mình thì nó ăn xong nó đi vệ sinh ra đấy. Vậy thì cái thân của mình nó là cái nhà của 84 loài chúng sinh khác nhau. Và nó cũng là cái nhà ở của nó, nhưng nó cũng là cái nhà vệ sinh của nó. Nó ăn, nó cũng là cái thân của mình, cũng là thức ăn của cái loài đó. 84.000 cái loài sâu bọ khác nhau nó sống ở đấy. Vậy thì mình chăm sóc cho cái thân mình, như mình đang chăm sóc cho 84.000 cái loài sâu bọ này. Cái thân của mình nó có đẹp có xinh thì nó cũng chỉ là thức ăn cho chúng nó, là cái nhà ở cho chúng nó và cái nhà vệ sinh cho nó. Xong rồi khi mà nó chết thì nó cũng chết luôn ở đấy. Vậy thì nó lại cũng là cái nghĩa địa của các cái loài sâu bọ này nữa. Vậy thì đấy là cái thân thể của mình là như thế, là nhà ở của 84.000 loài sâu bọ, nhà vệ sinh cũng là cái bệnh viện của nó, khi nó ốm đau nó ốm đau ở đấy, và khi chết thì nó cũng chết ở đấy. Vậy thì nó cũng là cái nghĩa trang của nó, mình cũng là thức ăn của nó. Thế mình quán được như vậy thì mới thấy là cái thân này nó giả, nó không thật. Rồi là cái sự yêu thương đối với cái thân, chăm sóc cho cái thân này nó sẽ hết đi, lo lắng cho cái thân thì nó cũng bớt đi. Và nếu như mình quán như vậy rồi là mình bớt cái yêu thân đi thì cái bệnh trên thân nó tự hết. Còn mình cứ đi chăm sóc cho nó, mình lo lắng cho nó, chiều chuộng cho nó thì nó lại càng tăng trưởng lên. Đấy, do mình ái thân quá là nó hay sinh ra nhiều cái bệnh trên thân. Nhưng mà mình bình thường với nó thì nó quân bình đặng, cái tâm của mình nó quân bình đặng thì là lúc ấy nó sẽ có được cái sức mạnh lớn, hoặc là cái tâm nó thanh tịnh, nó bớt đi cái tâm tham đắm, tham ái, đỡ bớt cái thời gian phục vụ chăm sóc cho cái thân thể này đi. Thế thì quán cái thân bất tịnh như vậy thì nó sẽ có một cái lợi ích, đó là nó diệt trừ được cả yêu và ghét. Khi mà mình mà yêu ai đó, mình trúng một cái tiếng sét ái tình với một cái người nào đó mà thực hành cái pháp quán về 32 thể trược này, lấy luôn cái người đấy làm đối tượng mà mình quán từ đầu đến chân của cái người đấy, mình thấy cái người đấy là 32 thể trược, quán như thế thì tự nhiên là cái tâm mình nó sẽ tỉnh ngộ ra, và nó sẽ thản nhiên, mà nó không còn yêu không ghét. Sống ở trên cuộc đời này, khi mình rất là khổ về cái sự tham ái đối với thân mình và thân người khác, từ cái tham ái đấy thì bắt đầu sinh ra cái chấp thủ, biết là thân này là của tôi, người kia là của tôi, thế là nó cứ sinh ra cái tôi, cái của tôi. Thế là ai đụng vào cái thân mình chân, ai đụng vào cái thân của mình, thân người khác, nhưng mà mình coi cho nó là của mình phải bảo vệ, phải chăm sóc, phải giữ gìn. Rồi lúc nào mình lo mất thì lúc đấy mình quán như vậy, mình sẽ thấy thản nhiên. Thế đấy là người ta, cái thân bên trong, thân bên ngoài nó cũng như thế, nó cũng như vạn vật vô tri khác, nó cũng ô nhiễm, nó hôi thối, nó bất tịnh như vậy, mình sẽ thản nhiên ngay, không còn tham đắm nữa. Như là bây giờ
Mà mình yêu quý một ai đó, thế mà thế thì bây giờ mình sẽ tự hỏi mình yêu cái người đó là vì yêu cái tóc của người đó, hay là yêu lông, hay yêu móng, hay yêu răng, hay yêu da, hay yêu thịt, hay yêu gân, hay yêu xương, hay yêu tủy, hay yêu thận, hay yêu tim gan lá lách phổi ruột mà. Ê, trong 32 cái thể trược đấy mình yêu cái gì? Nếu như bây giờ chẳng qua là mình nhìn tổng thể chung chung, giống như là một cái xe mà nó lắp ghép lại, hay là một cái nhà lắp ráp lại trông nó đẹp mình yêu. Giống như bây giờ cái nhà này mà bây giờ mình dỡ ra thành đây là đống gạch, đây là đống đất, đống đá, đống xi măng, sắt thép, thì lúc đấy còn ai tranh giành của ai không, ai yêu quý cái nhà nữa không? Nó không còn hình tướng của cái nhà nữa, thì nó không còn cái sự yêu quý mà ông có cái giá trị, ông có để cho người ta phải tham luyến, phải tranh chấp nhau, phải cướp đoạt của nhau làm cái gì, mình sẽ thản nhiên. Cũng vậy, cái thân này khi mình nhìn cái hình tướng giả tạm ở bên ngoài mình thấy nó đẹp, nhưng mà dùng cái trí tuệ mình mổ xẻ ra, mình không có mổ thật, nhưng mình dùng cái trí tuệ mình mổ xẻ ra đi nhá, dùng cái trí để mình mổ xẻ, mình thấy 32 thân phần đó nó nằm tách rời nhau ra, phân biệt rõ ràng nhau ra, thì lúc đấy nó không còn cái giá trị để mình say đắm, để mình si mê, để mình yêu đương nữa. Mà lúc đấy nó sẽ thản nhiên, nó thấy cái thân ở bên trong nó như cái vật chất bên ngoài. Mình thấy là một cái nhà xí mà nó có xấu hay nó đẹp thì nó cũng bên trong nó cũng như nhau, cái thân của mình nó cũng thế thôi. Trông ở bên ngoài nó đẹp hay nó xấu thì bên trong nó cũng toàn là giòi bọ, toàn là phân, toàn là nước tiểu, toàn là những đồ hôi thối như nhau. Thì lúc đấy mình sẽ cảm thấy nó không còn cái sự phân biệt đẹp hay xấu nữa, cho nên nó không có khởi lên cái yêu với ghét, không có cái gì đáng yêu mà không có gì đáng ghét, mọi cái nó là thản nhiên. Thế thì cái tâm nó sẽ có được cái sự thanh tịnh, cái sự thản nhiên, thì cái trí tuệ nó sẽ sáng suốt, nó sẽ sinh khởi, thoát ra khỏi cái si mê, tham ái và tà kiến. Đấy là cái lợi ích thứ nhất, nó làm cho mình tự tại, không thoát ra khỏi cái yêu và ghét. Cái thứ hai nữa là nó làm cho mình có cái sự tự tại, đó là nó thoát ra khỏi cái sự sợ hãi, tức là sẽ không có cái gì đáng để cho mình lo sợ. Ví dụ như là bây giờ mình cứ sợ hãi một cái điều gì đó, hay là sợ hãi một ai đó, mình quán người đó là 32 thể trược, mình hết sợ hãi với cái người đấy, nên người nào mình hay bị cái người khác uy hiếp, hay là mình đang bị áp lực bởi một cái người nào mà người ta có cái quyền lực hơn mình ấy, thì mình chỉ quán cái người đấy cũng là 32 thể trược ấy, thì tự nhiên cái tâm mình nó sẽ tự tại và nó sẽ lấy lại một cái nội lực ở trong mình, đó là sống không sợ ai ở đời. Thế là cũng cái quán như vậy thì nó làm cho mình đi đến, mình sống ở cái môi trường nào mình cũng thích nghi được. Ví dụ như sống ở cái môi trường nào mà nó rất là sạch đẹp thì mình quán nó là bất tịnh, thì mình sẽ không có đắm nhiễm với nó. Mà mình sống ở cái môi trường nào rất là bất tịnh thì mình cũng quán cái thân mình nó cũng bất tịnh như vậy. Bên trong bên ngoài bất tịnh nó cũng như nhau, thì lúc đấy mình cũng thản nhiên, có thể nằm ở trên cái giường ngọc ngà mình ngủ, hay là mình ở trong những cái môi trường sạch đẹp như thế, bằng vàng bạc ngọc ngà cũng bình thường, không có gì hãnh diện. Hay là mình có phải nằm ở ngoài bờ ngoài bụi, mình ở một cái nơi nào đó như trong hang, trong trong hố, mình cũng cảm thấy nó bình thường, cũng có cái gì là bất tịnh, nó thoát ra khỏi cái gọi là bất cấu bất tịnh như vậy. Thì đấy là quán như vậy, nó thì rất là tự tại, không có biết sợ hãi, không có yêu và không có ghét, và nó cũng diệt trừ được khỏi những cái như là nóng và lạnh. Ví dụ như là có những người chưa nóng mình đã nóng rồi, chưa lạnh mình đã lạnh rồi, tức là đôi khi mình cái tâm lý nó quá yêu quý cái thân thì nó cũng làm cho mình trở nên như vậy. Điều hơi lạnh một tí mình co ro và mình sợ, phải đi tìm cái gì đó để chửi, hơi nóng một tí là mình cũng cảm thấy lo lắng, phải đi tìm mà điều hòa để chui vào cho nó mát. Đấy cũng là do cái tâm lý của mình thôi, do cái tâm lý. Một cái người mình quán 32 thể trược là mình sẽ thản, mình tự nhiên cái tâm lý nó sẽ thấy thản nhiên,
nó thấy cái thân bên trong nó cũng như các cái vật vô tri ở bên ngoài, và nó sẽ bớt cái lo lắng đi, và mình sẽ thản nhiên hơn đối với những cái thời tiết, không có thấy cái thời tiết là khó chịu, là khắc nghiệt. Khi mà mình phải sống ở cái môi trường quá nóng mình cũng bình thường, quá lạnh bình thường thì sống ở đâu mình cũng an nhiên tự tại. Thì quán cái 32 thể trược nó sẽ có cái tác dụng và có cái nội nạc để cho mình có thể tu tập những cái pháp cao hơn. Tức là nếu như mình chỉ dừng lại ở cái pháp quán 32 thể trược, mình có thể đắc định, đắc được cận hành định. Nhưng để mà muốn tu tập những cái pháp cao hơn thì cái pháp quán 32 thể trược sẽ làm nền tảng để tu tập các pháp cao hơn được. Như như là nếu như mình chú trên từng thân phần một, mình sẽ đắc, mỗi thân phần sẽ đắc được sơ thiền. Ví dụ như là lúc nào mình muốn đắc an chỉ định, muốn đắc một cái mức thiền cao hơn để làm nền tảng để phân, để thực hành thiền quán ấy, thì mình có thể chú tâm ở trên tóc, mà cứ chăm chú cái tâm ở trên tóc liên tục, và mình sẽ đắc được sơ thiền, nông móng răng da thịt gân xương tủy thận. Nếu như chỉ chú tâm trên một thân phần thôi thì nó sẽ vào một cái mức định sâu, đó là mình sẽ đắc được sơ thiền với từng thân phần một. 32 thân phần đấy thì mình sẽ đắc được 32 cái sơ thiền, mà cái mức nó sơ thiền là thiền an chỉ, thiền sắc giới rất là cao, và mình có thể làm nền tảng để phân biệt danh sắc được. Và nếu như muốn thực hành cái pháp cao hơn nữa thì mình có thể chú vào màu của các cái thân phần đấy, và mình sẽ phát triển được những cái pháp thiền sắc giới rất là cao, đến tứ thiền bát định. Ví dụ như là cái người đấy mình chú tâm lên trên tóc, sau đó mình chú tâm vào cái màu đen của tóc, mình cứ niệm, và cái người đấy mình cứ niệm đen đen, cứ niệm đen 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 đen, tức là lúc ấy mình không tập trung vào cái vào sợi tóc, vào cái hình dáng màu sắc đi. Tức là không tập trung vào vị trí giới hạn hay là cái hình dáng của cái tóc, mà chỉ tập trung vào cái tính đen, cái yếu tố đen, màu đen của cái tóc. Mình cứ niệm đen 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 thì cái tâm nó sẽ bắt vào cái màu đấy, và nó sẽ xuất hiện một cái vòng tròn nimitta ở ngay trước mặt. Mình chú tâm vào cái vòng tròn nimitta đấy, mình cứ niệm đen 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 thì dần dần nó sẽ tỏa sáng lên. Và lúc đấy mình sẽ có được cái nimitta và chăm chú vào đấy. Rồi dần dần thì cái tâm mình, cái định nó sẽ vào đến cận định, rồi vào đến sơ thiền. Và nếu mà thực hành một cách tuần tự thì dần dần nó sẽ vào đến nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Hoặc là mình muốn thực hành cái kasina trắng thì lúc đấy mình chỉ cần hướng tâm vào cái bộ xương, sau đó mình hướng tâm vào cái màu trắng của bộ xương, thì mình có thể chú tâm vào bất cứ chỗ nào cũng được. Mình có thể nghĩ rằng là cái răng nó rất là trắng, mình chú tâm vào cái màu trắng của răng. Hoặc là mình nghĩ là cái xương sọ nó trắng, mình chú tâm vào cái màu trắng của xương sọ. Mình để tâm vào cái màu trắng đấy, mình cứ niệm trắng 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 trắng, thì cái tâm nó bắt được vào cái màu trắng đấy, thì cái hình tướng của cái bộ xương nó tan biến đi, và nó sẽ xuất hiện cái nimitta, tức là cái ánh sáng vòng tròn màu trắng ở trước mặt. Để tâm vào cái màu trắng đấy, và sau đó mình chú tâm trên màu trắng, mình niệm trắng 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 cho nó sáng rực lên, rồi mở rộng ra. Sau đó mình gom tâm vào một điểm và chú tâm ở trên đấy, và tập dần dần sẽ đắc đến sơ thiền, rồi tuần tự thực hành lên nhị thiền, lên tam thiền và lên tứ thiền được. Đấy là cái cách mà có thể thực hành cái thiền kasina trắng. Hoặc là nếu mà thực hành thiền kasina vàng thì mình để tâm vào cái màu vàng của nước tiểu hoặc màu vàng của phân, hoặc là mình cứ niệm vàng 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 vàng, thì sau đó cái tâm nó bắt được vào màu vàng, thì nó có cái nimitta ở trước mặt, chú tâm nimitta đấy, rồi dần dần nó cũng vào đến cận định, vào an chỉ định, sơ thiền lên nhị thiền, lên tam thiền, tứ thiền. Và màu đỏ thì để tâm vào máu, và cái màu đỏ của máu thì cứ niệm đỏ 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 đỏ, sau đó thì nó sẽ bắt được vào cái màu đỏ đấy, và cũng có nimitta, mở rộng nimitta ra để chú tâm vào đấy. Đấy thì cái thực hành 32 thể trược ấy, nó sẽ có cái lợi ích như vậy, nó sẽ làm nền tảng để tu tập những cái pháp cao hơn, nên là mình có thể tu tập được tứ thiền sắc giới và bốn cái tầng thiền vô sắc giới. Từ bốn cái tầng thiền sắc giới như là màu đen, màu vàng, màu đỏ, màu trắng này, mình có thể mở rộng ra khắp cái vũ trụ vô biên.
sau đó mình để tâm vào một cái khoảng không gian mà không có giới hạn. Lúc đấy mình tác ý đến cái bất lợi của cái của cái sắc thân, như mình tác lợi có cái sắc thân này, cho nên là có những cái nỗi khổ về thân như là già, bệnh, chết, rồi chiến tranh, bệnh tật, thiên tai, tai nạn. Thế mình ước muốn một cái trạng thái mà tâm mà nó nương vào cái sự vô sắc. Thì lúc đấy mình nhàm chán cái sắc tưởng và mình khởi lên cái ước muốn với cái vô sắc. Mình mở rộng cái ánh sáng lên trên cái không gian vô giới hạn. Mình chú tâm vào đấy. Thì cái tâm nó bắt vào cái không gian vô giới hạn ấy, mình sẽ thành tựu được cái tầng thiền gọi là không vô biên xứ. Và cái chú tâm ở đấy và thực hành cho thuần thục. Rồi lúc đấy mình tác ý đến cái bất lợi của không vô biên xứ là nó gần với thiền sắc giới. Rồi lúc đấy mình muốn tập cái thức vô biên xứ, mình để tâm vào cái nimitta đấy, mình niệm là thức thức, cái tâm nó bắt vào cái tâm của cái không vô biên xứ, nó thành thức vô biên xứ. Thực hành thuần thục với thức vô biên xứ rồi mình lại tác ý đến cái bất lợi thức vô biên xứ là nó gần với không vô biên xứ. Bởi mình muốn nên vô sở hữu xứ thì mình tác ý đến cái sự vắng mặt của không vô biên xứ, thì nó sẽ đắc được cái vô sở hữu xứ. Rồi thực hành thuần thục vô sở hữu xứ, mình muốn nên phi tưởng phi phi tưởng xứ thì mình để tâm vào cái nimitta, mình bắt cái đối tượng là cái tâm của cái tâm, nó bắt vào cái tâm rất là an tịnh. Thì lúc ấy mình chỉ cần niệm là an tịnh, an tịnh, an tịnh thì nó sẽ vào phi tưởng phi phi tưởng xứ. Thế là nó sẽ làm nền tảng để mình tu tập các cái pháp thiền định cao hơn. Rồi là từ cái những cái tứ thiền bát định đấy, mà một cái người mà thực hành trên cả các cái ca si ná còn lại như là đất nước lửa gió đen vàng đỏ trắng ánh sáng hư không mà thực hành thuần thục thì người ta sẽ luyện được các cái pháp thần thông hiệp thế. Nhưng mà cái mình muốn đi đến niết bàn thì mình chỉ lấy cái thiền định này làm nền tảng, mà sau đó phân biệt về về thiền tứ đại là phân biệt sắc và phân biệt danh. Sau đó phân biệt về các cái nhân duyên, tức là 12 nhân duyên. Rồi sau đó cái thấy cái tính sinh diệt của nó, quán cái danh sắc là vô thường. Trong cái vô thường thì nó có cái khổ, trong cái khổ nó có cái vô ngã, quán là vô thường khổ vô ngã. Và đó là cái con đường để đi đến Niết Bàn. Mục đích của mình tu tập là đi đến Niết Bàn. Thì cái pháp quán 32 thể thược cũng là một cái pháp quán mà có thể đi đến Niết Bàn. Mà trong Phật giáo Nguyên Thủy, đối với một cái hành giả mà bắt đầu đi xuất gia thì bao giờ cũng được dạy là trong cái lúc cạo đầu vị đó sẽ quán, sẽ thực hành cái pháp thiền quán 32 thể trược. Nhất là cái người nào mà bắt đầu xuất gia là phải quán 32 thể trược trong cái lúc cạo đầu, cho nên là cái thiền quán 32 thể trược sẽ được học ngay từ cái lúc vị đó sơ cơ bước vào thiền gia, đang tập sự xuất gia. Ai mà có cái ý định muốn xuất gia theo duyên hay là xuất gia lâu dài thì phải học cái thiền 32 thể trược này, thì đến cái lúc mà lễ xuất gia là mình sẽ thực hành đó, thực hành trong cái lúc cạo đầu ấy. Trong cái lúc cạo đầu thì là cái vị cái vị giới tử đấy sẽ quán là tóc nông móng đăng da, da nông móng nông tóc. Nhưng mà nếu như là mình mà thuộc hết cả 32 thể trược, quán 32 thể trược luôn trong lúc đấy cũng được. Thế tại sao phải quán 32 thể trược trong lúc cạo đầu? Bởi vì có một số người, người ta có cái ba la mật, người ta đắc đạo ngay trong cái lúc cạo đầu. Có những người có đủ ba la mật nhé, có đủ ba la mật trong những cái đời quá khứ đã thực hành thiền chỉ thiền quán, nhất là thiền Vipassana đến mức chín mùi rồi. Cái đời này mình xuất ra và mình có thể thực hành thiền quán trong lúc cạo đầu ấy, thì quán tóc lông móng đang ra, ra lông móng lông tóc ấy, mình ta và cái tâm nó sẽ đắc định. Tức là nó sẽ đắc được cái một cái mức định, hoặc là sát na định, hoặc cận hành định, hoặc an chỉ định, mức định nào cũng được. Thì trong cái lúc đấy mình mà lại quán, thì trong cái lúc tâm nó có định rồi thì nó sẽ dễ dàng thấy được danh sắc. Lúc đấy 32 thể trược nó sẽ biến thành những cái sắc, rồi là cái danh nó nương trên cái sắc đấy, nó sinh lên và diệt đi, mình thấy được cái sự vô thường, hoặc thấy cái khổ, cái vô ngã của nó. Vậy cho nên là có những cái giới tử bắt đầu cạo đầu xuất gia có thể chứng đắc đạo quả ngay những cái lúc đấy, do cái thực hành thiền quán 32 thể trược. Cái pháp thiền quán 32 thể trược hay là cái pháp quán thân hành niệm này là một cái pháp là một cái pháp rất là đặc biệt, và cái sự tu tập
sẽ khiến cho một cái thiền sinh rất là dễ dàng đi đến cái sự nhàm chán đối với các cái dục lạc ở thế gian, nhàm chán đối với lại cái tham ái tham dục, là một cái tâm tham, một cái nộ hoặc cái những cái nó rất là mạnh của con người, và nó khiến cho cái người đấy đoạn trừ được cái tham đấy, cho nên rất dễ dàng chứng được đạo quả. Nên cái người nào mà có cái ý tưởng muốn chứng ngộ niết bàn thì sẽ thực hành cái pháp quán 32 thể trược này, nó sẽ phát triển nhanh nhất, nên cái trí ni tham nó sẽ phát triển nhanh nhất. Nên thì đấy là cái quán 32 thể trược, nó sẽ có như là cái thời Đức Phật thì có cái vị có tôn giả Sibani là một cái vị mà có tài lộc đệ nhất ấy, trong thời Đức Phật ấy, nằm ở trong bụng mẹ suốt 7 năm 7 tháng 7 ngày đến ngày cuối, đến một tuần cuối cùng là người mẹ sinh ra được đứa bé mà đã nằm trong bụng 7 năm rồi. Khi sinh ra rồi thì lúc đấy thỉnh Đức Phật và chư tăng đến cúng dường trai tăng. Sau đó thì em bé đó mới nói chuyện với ngài Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất hỏi là thế con ở trong bụng mẹ 7 năm 7 tháng 7 ngày thì có khổ hay là vui? Em bé nói là rất là khổ đau. Thì lúc đấy ngài Xá Lợi Phất nói thế thì con hãy đi tu đi. Và cái Sibali đã xin bố mẹ cho xuất gia. Và ngay trong cái ngày thứ 7 sau lễ trai tăng đó, thì trong cái lúc cạo đầu thì ngài Xá Lợi Phất dạy cho Sibali là hãy quán 32 thể trược, tức là tóc nó móng răng ra, và lấy cái đề mục đó là niệm về cái sự khổ, tức là quán cái danh sắc đó là cái sự khổ làm đối tượng để tu tập. Thì khi mà cạo cái nhát dao thứ nhất, cạo tóc nhát dao thứ nhất là chứng được sơ quả, cạo đến nhát thứ hai là chứng được nhị quả, cạo nhát thứ ba là chứng được tam quả, cạo đầu xong hết đâu đấy rồi là thành bậc a la hán. Thì có những người nào mà có ba la mật rồi đi xuất gia, mà trong lúc xuất gia mình cạo đầu quán 32 thể trược, có thể cạo đầu xong mình cũng đắc được đạo quả. Thế là lúc đấy đi cái đời sống tu hành là để mình sẽ thọ, sẽ sống ở trong trong cái sự ăn à, để hưởng cái vị ngọt của thánh quả suốt cả cuộc đời, không còn cái việc gì để làm nữa. Thì cái việc tu tập quán 32 thể trược là như thế. Thì với người sơ cơ, ví dụ như là bây giờ mình đang mỗi người thì có một cái sự thực hành, chọn một cái đề mục nào đấy làm một cái pháp tu lâu dài. Ví dụ như là có người sẽ chọn thiền hơi thở làm cái pháp tu lâu dài, và sẽ có những cái pháp tu khác để hỗ trợ cho cái pháp thiền hơi thở đó có được tiến bộ hơn. Khi nào mà có những cái phiền não về tâm tham, hay là ghen tị, hay là não hạn, về sân tầm hại tầm nó khởi lên ấy, thì lúc đấy mình thực hành cái thiền, mình giải tâm từ bi chỉ xả một chút cho cái tâm nó an tịnh lại. Nhưng mà với người nào mình cảm thấy bị tham ái nó khởi lên nhiều thì mình có thể thực hành cái pháp quán thân bất tịnh. Quán thân bất tịnh về cái thân của mình đấy, mình có thể quán chung chung 32 thể trược. Thì mình cảm thấy cái thân phần nào mà nó kinh cảm nhất, là mình thấy nó ô uế nhất ấy, nó hôi thối nhất, nó bất tịnh nhất ấy, thì mình hãy chăm chú tâm ở cái đấy nhiều hơn. Mình thấy là cái thân này nó là được bao bọc bởi một cái túi da, trong đó là có những cái thứ bất tịnh như vậy, và mình sẽ thấy cái sự bất tịnh đấy để mình nhàm chán đối với cái thân, thì nó sẽ giảm bớt đi cái tâm tham ái, tâm tham dục. Rồi sau đó mình sẽ cái tâm nó an tịnh lại rồi thì hãy để tâm vào chuyên sâu vào cái đề mục mà mình đang thực hành chuyên sâu ấy nhé. Như là thiền hơi thở ấy, thì lúc đấy mình lại quay sang nhận biết hơi thở và cố gắng tu một cái đề mục nào đấy cho nó đắc, cho nó chứng đắc đắc định trên cái đề mục tu của mình, và chọn một cái đề mục nào đấy tu cho nó đắc định. Nếu như một người mà mình lấy cái pháp thiền quán 32 thể trược làm đề mục tu cho đắc định thì cũng được. Hoặc là nếu như một cái người nào đấy mình thực hành thiền hơi thở mãi mà nó không tiến bộ, mình có thể chuyển sang thực hành một cái pháp thiền gọi là thiền Vasina. Thì cũng có thể là quán 32 thể trược nhưng mà ở cái mức sơ sơ thôi.
Có thể quán sơ lướt qua là từ tóc đến nước tiểu, sau đó chú tâm lại trên một cái thân phần, đó ví dụ như là chú tâm trên bộ xương cho nó rõ ra, rồi chú tâm vào cái màu trắng của bộ xương đó và cái niệm trắng 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 trắng. Mình có thể chú tâm trên người mình cũng được, và hướng tâm sang một cái người ở đằng trước mình cũng được, hướng tâm ra một người bên ngoài cũng được, để tâm bên trong mình cũng được, và cứ niệm trắng 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 như vậy. Thì đầu tiên mình thấy cho cái hình dáng của mình để tâm vào một cái mảng nào đấy, ví dụ vào cái xương sọ, và mình cứ chú tâm ở trên đấy và niệm trắng trắng cho đến khi cái tâm mình nó bắt được cái màu trắng, nó xuất hiện nimitta rồi, thì lúc đấy cái tâm nó cũng rời khỏi cái bộ trương đấy, và lúc ấy cái nimitta nó sẽ tiến sát đến trước mặt mình. Chú tâm vào nimitta niệm trắng trắng thì dần dần nó sẽ sáng rực sáng rực. Đấy là cái cách mình cũng có thể thực hành một cái thiền kasina mà mình không cần phải làm kasina. Còn nếu mà cái người mà không biết hành thiền 32 thể trược này, mình muốn thực hành thiền kasina mình phải đi kiếm một cái đĩa tròn đường kính khoảng 30 phân, sau đó mình lấy sơn rồi là mình bôi lên đấy thành cái màu trắng hay màu đen vàng đỏ gì đấy, rồi sau đó mình mở mắt ra mình nhìn, sau đó nhắm mắt lại mới niệm trắng trắng, và đi đâu mình cũng phải mang theo cái vòng tròn kasina đấy, nó rất là rườm rà, rất là phức tạp. Còn nếu như thực hành được cái pháp 32 thể trược nó thuyện xảo một chút rồi, thì sau đó mình chuyển sang thực hành quán các cái pháp thiền kasina, đó là mình không cần tạo kasina bên ngoài, mình lấy luôn cái kasina ở trong thân, được bốn cái màu, được cái bốn cái kasina màu đấy, sẽ phát triển thiền định đến cái mức tốt nhất, đó là vào được các cái tầng thiền an chỉ định, rồi lấy nó làm nền tảng rồi mới phát triển thiền quán, thì nó sẽ rất là dễ dàng. Rồi còn hàng ngày tập thì nếu như có thời gian cứ tập tùy theo khả năng của mình nha. Đầu tiên cứ tập 5 cái một, tóc nó móng đang ra ra, nó móng lông tóc, làm đi làm lại như thế, rồi dần dần đến 32 cái, rồi quán như thế. Ai muốn thực hành chuyên sâu về cái pháp này cũng được, mà không có thì mình tập một chút, tập đến đâu mình sẽ thấy nó có cái lợi lạc ngay đến đấy. Đó là khi mình quán đến đâu là cứ mỗi cái thời nào quán xong mình sẽ thấy cái tâm của mình nó thanh tịnh hẳn ra, thấy cái trí tuệ của mình nó sáng suốt lên. Mà nhất là cái người nào mà có cái tuệ mạnh, nó hay phân tích, thì lúc đấy mà thực hành cái pháp quán 32 thể trược này nó sẽ được thỏa mãn. Đó là có rất là nhiều khía cạnh để cho nó phân tích, thì nó sẽ không bị nhàm chán và cái tâm nó rất là tỉnh giác. Ví dụ có những người cái tuệ mạnh mà chú tâm vào hơi thở thì nó sẽ rất là chán, và cái người hay bị hôn trầm hay là nó bị phóng tâm, thì quán 32 thể trược này nó sẽ có rất nhiều đối tượng để cho cái tâm nó hướng đến, nó bắt vào thì nó cũng đỡ chán, và thì tu nó cũng có kết quả, cũng có lợi lạc, có lợi ích. Và cứ mỗi một lần tập xong như thế thì mình cảm thấy cái tâm của mình nó rất là tự tại, nó rất là tươi tỉnh, nó rất là an nhiên, và nó sẽ đối trị với mục đích của cái pháp niệm thiền này, nó đối trị với cái tâm tham của mình. Thế mà đối với cái thân mà mình không tham nữa thì cái ngoại cảnh bên ngoài nó cũng coi nhẹ đi, đối với cảnh sắc thanh hương vị xúc ở bên ngoài nó cũng yếu dần đi, là cái tâm tham nó yếu thì cái tâm quán về cái bất tịnh thì nó đè nén được cái tâm tham, thì tất cả những cái tâm tham khác nó cũng yếu dần. Thì từ cái tâm tham nó yếu đi thì lúc đấy mình tu tập chuyên sâu về cái pháp gì nó cũng có lợi ích, nó cũng đều tốt hết. Thế là cái pháp quán thân bất tịnh, cái bài pháp này sư giảng về quán thân bất tịnh, đây là hết. Nếu mọi người có câu hỏi thì sẽ trả lời. Dạ, xin sư phải đại chúng ạ. Mọi người có ai có câu hỏi xin mời có thể giơ tay và bật webcam lên để đặt câu hỏi trực tiếp với đàn sư, hoặc là có thể tích chat gửi tới lên nhóm. Con sẽ thay mặt để đọc gửi tới đàn sư ạ. Dạ, thấy có cô Tịnh Hiếu ạ. Dạ, xin mời cô. Okay.
Con xin đảnh lễ sư ạ. Ừ. Dạ con thưa sư là con có một người bạn ấy thì bạn ấy cũng không phải là theo Phật giáo Nguyên Thủy nhưng mà bây giờ thì gia đình bạn ấy đang có một cái tức là bố bạn ấy bị ốm rất là nặng và đang bị hôn mê ấy ạ. Thì bạn ấy có hỏi con rằng là thấy mọi người nói rằng tụng kinh Địa Tạng ấy, thì để giúp cho bố có thể tức là có thể vượt qua được những cái khó khăn đấy, xong để có thể là có sức khỏe tốt lên ấy. Thì con cũng có bảo với bạn ấy rằng là theo như lời Đức Phật dạy thì không có cái kinh Địa Tạng đấy, nhưng mà con sẽ hỏi sư để nghe lời chỉ dạy của sư, thì cũng xin sư giúp con giải đáp để con có thể giúp bạn này cho bạn ấy đỡ bị hoang mang. Nếu mà cái người đấy mà cái lúc còn sống ấy mà có niềm tin với kinh Địa Tạng hay là có cái niềm tin với một cái bài kinh nào đấy, thì đến cái lúc cái thời cận tử thì nghe cái bài đấy và nó sẽ làm tăng trưởng cái đức tin lên hay là tăng trưởng cái tâm thiện lên ý, thì tốt. Nhưng mà có những cái người mà cái lúc còn khỏe người ta chưa từng có niềm tin gì với Phật pháp hay là với một cái bài kinh nào cả, thì cái lúc đấy mà có nghe cái bài kinh đấy người ta cũng chẳng hiểu gì, mà có khi người ta còn loạn đầu thêm. Mà trong kinh thì nói đến kinh gì mà Nguyên Thủy hay Đại Thừa thì cũng quan trọng đó là cái người đấy mình hiểu cái kinh đấy như thế nào, mình hiểu như thế nào mới là quan trọng. Ví dụ như là có hiểu cái bài kinh đấy với một cái tâm là có trí tuệ, là hiểu với cái tâm có trí tuệ, hay là mình chỉ với một cái sự mê tín. Như là có những người ta cũng mê tín, người ta nghĩ rằng là nghe kinh này thì sẽ được Phật hộ trì hay là được Bồ Tát hộ trì hay là được chư thiên hộ trì. Thì đôi khi nó có cái mê tín ở trong đấy, thì hay là nó giống như là những cái năng lực tha lực, tức là dựa vào tha lực nhiều. Thì đôi khi mà cái niềm tin mà nó không có trí tuệ thì nó trở nên mê muội, thì nó nên không có nợ. Mà qua cái niềm tin mà được đi kèm với trí tuệ thì là quan trọng nhất. Mình nghe cái bài kinh đấy mình hiểu được cái ý nghĩa của nó, và quan trọng là để làm cho cái tâm của cái người đấy được thanh tịnh. Tức là nếu như cái cô đấy muốn lợi ích cho người thân ấy thì cũng tốt, mình có thể lấy một cái hình ảnh Đức Phật, hay là cái cách nội lạc nhất ấy, đó là lúc đấy làm một cái ban thờ Phật ở trước mặt của cái người đang ốm đấy nhá. Sau đó dâng cúng dường, như là hương hoa, dâng hoa tươi đấy, đèn nến đấy, những cái cúng dường những cái vật thanh tịnh ấy, dâng lên cúng dường Tam Bảo Phật Pháp Tăng như vậy. Và sau đó nói cho cái người ốm đấy biết là đây là chia sẻ cái công đức này để cho cái người đấy là hãy hoan hỉ với cái phước, với cái phước mà lành mà dâng cúng này là quan trọng nhất. Còn chỉ có cái người nào mà lúc còn khỏe người ta biết tu tập cái pháp gì thì đến lúc cận tử mình khơi dậy cái pháp đấy, để thức tỉnh cái tâm người ta luôn luôn ý thức chánh niệm ở trong cái pháp tu tập đấy, thì đến lúc ra đi chết trong cái tâm mà có tỉnh giác chánh niệm thì sẽ sinh về cõi lành. Còn cái mà dễ dàng nhất đó là làm một cái việc phước cúng dường Tam Bảo Phật Pháp Tăng đấy, làm cái ban thờ Phật để dâng cúng dường, để cho cái người đấy hoan hỉ với cái pháp cúng dường đấy, thì sẽ có được cái cân tự nghiệp tốt. Dạ. Ừ, đấy sư chỉ chia sẻ được đến thế thôi. Dạ. Nếu như mà người cha của cái cô ấy mà không, tức là không biết gì, không biết gì nữa rồi ấy, tức là nếu như mà có bật kinh thì con hoặc là có bảy ban thờ Phật ấy, thì là vị đấy cũng không thể nhìn thấy đấy. Thì là như lời sư chỉ dạy cho chúng con là cúng dường Phật Pháp Tăng, sau đó là hồi hướng cho cái vị đấy thì là có lợi lạc, đúng không ạ? Nếu mà đã hôn mê mất tỉnh mà không còn biết gì nữa ấy, thì cái lúc hôn mê đấy thì có làm gì cũng người đó cũng không nhận được, người đó chỉ còn nhận được trong
cái lúc mà cái người đó còn tỉnh táo cơ. Đã hôn mê rồi thì cái việc mình làm thì cứ làm, cái sự lợi lạc được đến đâu thì được. Dạ. Có thể là sau khi vị đó chết, vị đó sinh về một cái cảnh giới mà vị đó có thể ý thức được cái việc phước đó. Dạ. Thì lại hoan hỷ với việc phước đó. Tức là cái phước nó chỉ có khi cái khởi lên cái tâm hoan hỷ, tức là có cái trí hiểu biết đây là việc phước, và có cái tâm tùy hỷ theo cái việc phước đấy thì lúc đấy mới có phước. Còn nếu mà trong cái tâm vô thức không biết gì thì không có phước cho cái người đó. Còn cái việc làm phước thì cứ nên làm, còn hơn là ngồi đấy than khóc chẳng lợi lạc gì. Thì nên làm phước đó là mở kinh tụng, hoặc là đảnh lễ Phật, hoặc là bố thí cúng dường, làm việc phước gì đấy sẽ hơn là ngồi đấy khóc than. Dạ, vâng, con xin cảm ơn sư ạ. Dạ, xin mời mọi người tiếp tục đặt câu hỏi ạ. Dạ, bạch sư ạ, có câu hỏi của đạo hữu Trần Hồng ạ, con xin đọc ạ. Dạ, bạch sư ạ, quán 32 thân bất tịnh và quán sắc chết bất tịnh khác nhau như thế nào ạ? Quán 32 thể chuộc là cái quán trên một cái thân sống, tức là cái trên thân mình hoặc là trên thân của người khác mà là còn sống ở bên trong bên ngoài á. Thì 32 cái thân phần là như sư vừa mới đọc lúc đầu đấy, từ tóc, lông móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận cho đến nước tiểu ấy, từ nước tiểu đến tóc đấy. Quán như vậy, cứ 5 cái một, 5 cái một, quán để cho nó thấy cái thân này là hôi thối, là bất tịnh, để nó nhàm chán cái thân sống này. Còn quán xác chết thì mình phải nhìn thấy một cái xác chết nào đấy. Nhưng quán xác chết thì mình phải đi đến một chỗ nào có cái xác chết, mình nhìn thấy bằng mắt, mình ghi nhớ những cái đặc tướng của cái xác chết đấy. Như là xác chết phình trương, xác chết bầm xanh, hay là cái xác chết mà bị dòi bọ nó đang đúc rỉa. Nó có 10 cái hình tướng khác nhau ấy. Mình ghi nhớ cái hình tướng nào đấy, rồi sau đó mình đi về nhắm mắt lại, mình hình dung ra cái xác đấy. Mình quán là xác chết bất tịnh, xác chết bất tịnh. Rồi cái tâm mình nó chìm đắm vào, nó chú tâm, nó ghi nhớ cái hình ảnh của cái xác chết đấy, thì nó cũng sẽ đắc đích liên tục, thì nó sẽ có thể duy trì cái hình ảnh xác chết đấy liên tục 1-2-3 tiếng. Rồi dần dần nó cũng sáng dần lên, rồi sau đó mình cũng đắc được đến sơ thiền. Thì cái tâm mình chăm chú trên cái xác chết đấy, nó cũng làm cho mình kinh cảm, thấy cái thân là ô nhiễm bất tịnh, hôi thối, thì nó cũng chế ngự cái tâm tham dục, tham ái, tham đắm, tham luyến mọi thứ về thân của mình và thân người khác và về mọi thứ. Nó chế ngự hoàn toàn những cái tâm tham như vậy. Thế thì hai cái đấy nó cũng là quán thân bất tịnh cả. Mà quán thân bất tịnh trên một cái thân sống là quán 32 thì trược. Quán thân bất tịnh trên một cái thân chết này, trên những cái xác chết ấy, thì hai cái đấy nó có cái cách quán khác nhau. Nó là những cái đề mục quán hành thiền khác nhau. Dạ bạch sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của đạo hữu Trịnh. Dạ, con xin đảnh lễ sư. Vừa giờ sư có giảng về người hay phân tích thì có thể đổi đề mục thiền sang 32 thể trược. Con xin hỏi là mình có thể tự chuyển hay là cần vị thầy nào cho phép thì mới chuyển đề mục được ạ? Con xin kính cảm ơn sư ạ. Nếu như mà mình đang học thiền với một vị thầy hướng dẫn thì phải thỉnh pháp với vị thầy đó, và vị thầy đó dạy như thế nào mình hành như thế. Mình có thể xin phép vị thầy đó là cho con chuyển sang cái đề mục quán 32 thể trược, vì hành hơi thở một thời gian dài mà nó không có tiến bộ, mà vị thầy đó cho phép thì mình thực hành. Nhưng mà nếu như vị thầy đó không cho phép thì mình phải thực hành theo cái sự hướng dẫn của vị thầy. Còn có những người mình tự thực hành mà không có sự hướng dẫn của vị thầy nào thì mình tùy ý mình. Có thể thử thực hành cái đề mục này mà không được thì mình chuyển sang hành thực hành cái đề mục khác. Cái đấy là tùy hoàn cảnh mỗi người ha. Dạ bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của đạo hữu. Dạ bạch sư, con nên thực tập ấy từng phần cho đến khi có ánh sáng, hay là đến lúc tâm nhớ đối tượng trước khi chuyển qua bộ phận khác? Nó tùy theo từng người. Có người mình mới tập 5 cái đầu nó đã có ánh sáng rồi, rồi sau đó mình cứ thêm vào 5 cái dần dần cho đến khi đủ cả 32 cái, rồi quán đi quán lại thì ánh sáng càng lúc nó càng sáng lên. Nhưng mà cũng có những người mình sẽ quán mãi mà nó cũng không sáng. Nó cũng giống như hành thiền hơi thở nhá. Có người mới nhận biết hơi thở 1
10 năm 20 phút đã sáng rồi, mà có người ngồi 1 tháng 2 tháng, có khi cả 5 2 năm thì nó mới có ánh sáng, nó tùy mỗi người. Thì hành thiền 32 thể trược nó cũng như thế, nhưng có người vừa hướng tâm lên tóc niệm một lúc nó đã chìm sâu vào đấy, rồi nó mờ mờ nó sáng dần đi, rồi sau đó sang các thân phần khác rồi cũng thế. Nhưng mà mình cứ thấy thuần thục rồi mình sẽ đi tiếp. Ví dụ như là quán tóc mình thấy thuần thục rồi mình sẽ đến lông, đến móng răng, da da răng móng lông tóc, rồi sau đó thì gân xương thủy thận. Cứ thế mà khi thấy nó cứ thuần thuần rồi mình lại thêm để đến đủ cả 32 cái, rồi sau đó cứ tập đi tập lại. Có thể nó sẽ có ánh sáng sau, cũng có khi nó có ánh sáng ngay mới đầu. Nó tùy vào cái tâm của từng người. Người nào có cái ba la mật hay là có cái tâm thanh tịnh thì nó sẽ nhanh đắc định, thì nó sẽ nhanh có ánh sáng. Dạ bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo. Dạ bạch sư, con niệm tóc thấy có sự định tĩnh nhưng con không bắt được, không cảm nhận được sự bất tịnh của tóc, thì con chỉ niệm tóc đơn thuần được không ạ? Của đạo hữu Tịch Minh. Đầu tiên là tác ý đến tóc này, thấy được cái màu sắc, thấy được cái hình dáng, thấy cái vị trí của nó, thấy giới hạn của nó. Những cái đấy nó khi mà nó đã thuần rồi thì lúc đấy tác ý đến cái bất tịnh của tóc, đó là phải cố gắng nhớ lại đến cái thời điểm nào mà mình có cái tóc nó rất là hôi hám, nó rất là xấu xí. Hay là lúc đấy mình tác ý là cái tóc này nếu như nó lẫn ở trong thức ăn mình sẽ cảm thấy nó rất là kinh sợ. Hay là những cái người ta có những cái tóc người ta rơi vãi ra bên ngoài và mình luôn luôn cảm thấy nó là bất tịnh, thì lúc đấy mình sẽ hướng vào cái bất tịnh của trong mình. Mình cũng đồng hóa với là cái tóc ở trên đầu mình nó cũng bất tịnh như vậy. Thì lúc đấy mình tác ý đến cái tướng bất tịnh nó mới ra bất tịnh. Mình tác ý đến mình chưa tác ý thì mình không thấy đâu, cái tác ý đến rồi nó sẽ ra thấy sự bất tịnh đấy. Các cái khác còn lại cũng thế, móng răng da thịt gân xương cũng vậy, phải hướng đến cái bất tịnh của nó thì nó sẽ ra. Dạ bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp. Dạ bạch sư, hơi thở là sắc thời tiết hay là sắc do tâm sinh? Hơi thở ấy thì nó là sắc do tâm sinh, nhưng mà nó cũng có cả thời tiết ở trong đấy. Trong sắc do tâm sinh nó có sắc thời tiết. Thì khi hơi thở nó đi vào đi ra thì nó là sắc do tâm sinh. Nhưng mà đến cái giai đoạn thực hành tứ đại phân biệt sắc ấy, thì cái vị đấy mình có thể lấy một cái khúc hơi thở mình phân tích ở trong nó được. Còn ở cái lúc mới thực hành thiền ba hai thể trược thì không phân tích được cái đấy nhé, đừng có tưởng tượng. Thì khi nào mình đắc thiền tứ đại rồi mới phân tích được cái ở trong cái hơi thở nó có những cái 8 cái sắc: đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, dưỡng, chất, là đó là cái sắc do tâm sinh. Thì đến cái giai đoạn phân biệt sắc thì mình sẽ phân tích cái đấy sau. Dạ, xin mời các đạo hữu các đặt câu hỏi tiếp ạ. Xin mời mọi người, ai có thắc mắc có thể giơ tay trực tiếp lên mic để hỏi sư Thanh Minh, hoặc là có thể text chat lên. Dạ bạch sư, có câu hỏi. Con bạch sư, khi con tưởng tượng ra một bộ phận ví dụ như da, thì con tưởng thường tưởng như thấy da nằm trên cơ thể bằng tâm, hay con tưởng ra một bộ da mình nằm ngay trước mặt được không ạ? Để cho cái tâm nó bắt được vào cái đối tượng đấy mà nó rõ ràng nhất thì mình phải đưa quán đến đâu mình đưa tâm đến đấy. Ví dụ như quán đến da đầu thì mình đưa tâm lên trên đầu để mình hướng tâm vào cái da đầu đấy. Rồi là đưa tâm xuống mặt rồi xuống, bắt đầu xuống đến người mình, xuống chân xuống tay, từ chân lên đến đầu, từ đầu xuống đến chân. Khi quán đến da thì mình phải đưa cái tâm từ chân đến đầu, từ đầu đến chân như vậy. Thì cái lúc đầu mình phải đưa, nhưng mà sau này rồi khi nó thuần thục rồi mình chỉ cần tác ý đến một cái là cái hình ảnh cả cái bộ da nó đều hiện ra trong một cái thoáng nhìn thôi. Cái tâm mình hướng nghĩ đến một cái là nó sẽ hiện ra ngay. Nhưng mà lúc đầu thì mình phải đưa tâm từng tí một như vậy. Hướng tâm vào cái da, mà cái mặt trong của da nhé, mặt da mà nó dính vào mỡ ở bên trong thì nó mới
mới cảm thấy cái sự ô uế của nó, cái sự bất tịnh của nó, hay là cái mình thấy kinh cảm nó sẽ cao hơn. Dạ, bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo. Dạ, bạch sư, con thấy con nhiều bộ phận như thịt, phức tạp quá, con không hình dung ra toàn bộ được, liệu con có thể chỉ tập trung vào một bộ phận để đắc sơ thiền được không ạ? Cũng được. Nếu như mà mình muốn cho nó kinh cảm thì mình chia ra thành nhiều mảng. Thì ở trên mặt này, ở trên người mình đằng trước, đằng sau này, ở trên tay, trên chân mình, có thể chia ra thành nhiều cái mảng, những cái mảng thịt khác nhau như vậy. Thì cũng được, mà rồi sau đó mình sẽ ghép nó vào thành một cái miếng thịt, thành một cái khối thịt. Nhưng mà nếu như mà cái tâm của mình nó không muốn vậy thì mình tập trung vào một cái điểm nào đấy cũng được, ở cái điểm nào đấy mà mình cảm thấy dễ quán nhất thì quán cũng được. Dạ, bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của đạo hữu Đức Minh. Con thiền hơi thở, chú tâm vào hơi thở, tại cho mũi thì có lúc tự dưng con thấy hơi thở rất chậm chạp, và lúc ra rất chậm, như quay chậm và mọi thứ trôi rất chậm. Tuy nhiên lúc đó con theo dõi hơi thở cũng không được tỉnh giác hơn, thì có phải là do hơi bị hôn trầm không ạ? Cái lúc đấy là cái tâm nó hơi bị đờ đờ, thực ra nó hơi hôn trầm. Lúc đấy là nó hơi nó thiếu tỉnh giác. Thì trong cái lúc mà cái nó hôn trầm như vậy, mình vẫn biết hơi thở vào, biết hơi thở ra, biết hơi thở vào nhanh ra, nhanh vào chậm, vào chậm nhá. Biết hơi thở rõ ràng từ đầu đến cuối, tức là biết toàn thân hơi thở. Thì khi mà mình thay đổi nhiều cái cách quan sát đi như vậy, thì cái tâm nó sẽ tỉnh giác hơn. Nếu như mình chỉ đơn thuần biết một đối tượng hơi thở vào ra, đôi khi nó chán. Cái tâm nó chán thì nó sẽ hay hôn trầm. Nên là phải cho nó bận rộn lên một tí, đó là mình thay đổi nhiều cách quán thì nó sẽ tỉnh giác cao hơn. Dạ, bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo. Dạ, con thưa sư, con đọc sách thấy con nói là các vị sư tu tập tốt có thể đọc được tâm suy nghĩ của người khác, thì cách thực hành điều này để thấy được tâm người khác như thế nào ạ? Thực ra thì thực ra chỉ có thời Đức Phật thì Đức Phật mới biết được tâm người khác vậy thôi. Thời Đức Phật thì Đức Phật biết được căn cơ của chúng sinh, biết được cái tâm tính của chúng sinh, đó là khả năng của Đức Phật. Còn hoặc là có những bậc A-la-hán thì có tha tâm sông, thì có thể biết tâm người khác, có tham thì biết có tham, có sân biết có sân. Những bậc có tha tâm sông thì cũng biết một cách, nó cũng có giới hạn, thì Đức Phật mới biết được một cách giới hạn, vô hạn giới hạn. Thời bây giờ nói là một vị sư nào mà nói là biết được tâm của người khác thì có thể nó không thật ấy. Thì có thể là vị đó cũng hướng dẫn nó cũng theo cái tưởng, có thể là vị đó bị tưởng ấy, rồi là cũng hướng dẫn theo cái tưởng của mình thôi chứ chưa chắc là đúng nha. Nếu mà ai nói như thế thì mình hãy thận trọng với cái vị đó. Dạ, bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của đạo hữu Trịnh. Con xin hỏi một câu về thiền niệm hơi thở. Khi con vừa mới bắt đầu thì con nhận biết hơi thở qua sự xúc chạm, thoáng một lát sau thì con cảm thấy hơi thở không còn nằm ở nơi xúc chạm mà ở hơi lệch ra chỗ khác trước mặt. Sau đó con không cảm nhận thấy được hơi thở ra vào nhưng vẫn quan sát được ở điểm trước mặt. Như vậy có đúng không ạ? Con xin cảm ơn sư. Cũng được. Thì một lúc sau nó sẽ lệch ra, đấy là do cái tâm của mình hướng ra thôi, không sao nhé. Quan trọng mỗi cái lúc mới bắt đầu vào ấy, thì mình để sát vào cái điểm xúc chạm, cảm nhận cái luồng gió và hơi thở nó đi vào đi ra. Còn khi cái tâm nó bắt được vào hơi thở rồi thì điểm xúc chạm không còn quan trọng nữa. Đấy, lúc đấy mình có thể để cách xa ra một chút mình vẫn thấy hơi thở vào ra. Đấy, lúc đấy cái tâm của mình với hơi thở nó gắn với nhau rồi, thì mình có hướng đến đâu thì nó vẫn bắt được hơi thở. Thì cái lúc đấy nó có thể chạch bên trái, phải bên trái ấy, ở xa ở gần, hoặc nó ở những cái vị trí khác nhau một tí cũng không vấn đề gì. Miễn là nó đang thấy cái luồng hơi thở vào ra là được rồi. Lúc đấy là do tâm nó đã bắt được hơi thở. Thì bỏ qua điểm xúc chạm cũng được, cũng đúng, không có sai. Dạ, bạch sư, hiện không thấy còn câu hỏi. Dạ, bạch sư mới có câu hỏi, con xin đọc ạ. Dạ, bạch sư ạ. Con ngồi thiền tâm hay nghĩ vẩn vơ chuyện này chuyện kia. Con ngồi thiền mỗi ngày 2 tiếng gần 1 năm nay nhưng tâm vẫn hay suy nghĩ như vậy. Kính sư chỉ dạy cho con cách thực hành như thế nào, đạo hữu Vệ Ngô. Mà
Đấy là do thiếu tinh tấn, do thiếu sự kinh cảm, do thiếu sự gấp rút, cho nên là khi ngồi tâm nó chưa có toàn tâm toàn ý. Thì lúc đấy phải kinh cảm lên, phải nghĩ, phải tác ý về niệm về sự chết nhiều vào, ví dụ như là đi đứng nằm ngồi luôn luôn phải nghĩ rằng cái mạng sống này thì nó mong manh, và cái chết thì nó luôn bình đập ở bên, luôn luôn phải biết rằng cuộc đời nó rất là ngắn, và nghĩ phải tác ý đến các cái đoạn xứ rất là đáng sợ, ví dụ như là cái người đấy chết, tác ý rằng khi chết nếu như với cái tâm mà còn phiền não thì có thể sẽ bị đọa vào các cõi khổ như địa ngục, súc sinh, ngã quỷ, khổ đau. Nên là phải cố gắng làm cho cái tâm nó thanh tịnh, trí tuệ khai mở để không uổng phí kiếp người này. Vậy thì mình nên hướng tâm vào những cái pháp mà có cái sự khích lệ, rồi mình ghi nhớ những cái khích lệ đấy để khích lệ cái tâm mình nó kinh cảm lên, nó mạnh mẽ lên. Thì đến lúc ngồi cái tâm nó sẽ tinh tấn, nó chăm chú hơn. Và trong lúc ngồi mình cũng luôn luôn sách tấn cái tâm, khi nó nghĩ vẩn vơ thì nhắc nhở cái tâm là không được nghĩ vẩn vơ, không nghĩ vẩn vơ, chăm chú trên hơi thở, chăm chú trên hơi thở, làm sao để khơi dậy cái tinh tấn nó lên một chút, cái tích cực, cái tinh tấn lên một chút, thì nó sẽ mới có kết quả được, chứ cứ ngồi vẩn vơ như vậy nó mất thời gian. Đấy là do tâm thiếu tinh tấn. Dạ, dạ bạch sư ạ, hiện nay vẫn chưa thấy câu hỏi mới. Dạ, nếu mà không có đạo hữu nào đặt câu hỏi tiếp theo, chúng ta có thể kết thúc vào hồi hướng. Rồi, mọi người đọc theo sư nha. Đamme punyam. Đamme punyam. Asawa kazam. Ahamodu Ahamodu Idame punyam Idame punyam Nibbanasa Nibbanasa Acayo Acayo Odu Odu Nama punya bhagam Nama bhagam Asatanam Acayana Acemi Acemi Esabe Esabe Medama Medama Punya bhagam Abandu, Andu, phước lành này của con, phước lành này của con, nguyện đoạn trừ các lậu hoặc trầm luôn, nguyện đoạn trừ các lậu hoặc trầm luôn, phước lành này của con, phước lành này của con, nguyện làm duyên thành tựu được niết bàn, nguyện làm duyên thành tựu được niết bàn, phước lành này của con, phước lành này của con, xin chia đều đến tất cả chúng sinh, xin chia đều đến tất cả chúng sinh, mong cho tất cả hãy thọ nhận. Mong cho tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy được đều nhau, phần phước ấy được đều nhau. Sa du sa du sa du này này này.